Dạ, kính thưa Diêm Vương, đấng tối cao của địa phủ. Kính thưa các quỷ trưởng, phụ tá đắc lực của Diêm Vương. Dạ, kính thưa... Thôi trời ơi, ngắn gọn thôi. Dạ, dạ, ngắn gọn. Vậy cho phép thần được ngắn gọn. Tình hình địa phủ vẫn hết sức là ổn định. À, các thể loại hành hình vẫn tiến hành như thường lệ. Còn bọn tội phạm vẫn vui vẻ, chấp hành không phàn nàn gì hết. Dạ, dạ hết, thưa Diêm Vương. Quý ngài, quý cai ngục nói rằng hiện tại tình hình đang phát triển. Nhưng các quỷ chúng tôi lại nghe được rằng tất cả các hình phạt của địa ngục đang trở nên quá hà khắc, không còn phù hợp với xu thế phát triển của tam giới. Nếu chẳng may tất cả các linh hồn của loài người ngoài kia mà nổi loạn, thiên đình biết đến, nếu mà can thiệp vào chẳng phải chúng ta sẽ mệt lắm hay sao? Vậy xin hỏi quý ngài quỷ cai ngục đây, phải có biện pháp gì cho vấn đề nói trên? Dạ, dạ, kính thưa Diêm Vương, thì bao đời nay đã xuống địa ngục là phải cắt lưỡi, bỏ vô giặt dầu, lột da, tùng xẻo. Có đứa nào kêu ca thắc mắc gì đâu. Tự nhiên ở đâu ra cái vụ thiên đình xí vô chuyện nhà ta? Đèn nhà ai nấy sáng, có phải khỏe hơn không? Đang không cái biểu thay đổi, bây giờ ai nghĩ ra cho nổi hả? Đúng không? Bây giờ mấy người muốn không? Bây giờ tôi về hưu nè. Đó, ai làm gì làm đi. Đó, làm đi. Nhà ngươi là hết thuốc nhựa rồi, tao bỏ qua luôn đi. Tới cái việc quản lý sổ sách tình hình sinh tử sao rồi? Cập nhật có sát sao không? Đứa nào vậy? Hả? Đứa nào? Nào? Đang ngủ, đứa nào gõ ông chồng vậy? Hả? Tao gõ nè. Dạ, 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 dạ. Dạ, thần xin lỗi Diêm Vương. Ủa? Tới lượt tôi hả? Báo cáo đi. Tình hình kẻ chết người sống sao rồi? Có oan sai gì không? Người quản lý mà lơ mơ như vậy, thế nào cũng có sai sót à. Quỷ khác sai một ly đi hết một dặm, còn nhà ngươi mà sai một ly là đi một đám mà. Nói chung bây giờ báo cáo vắn tắt ngắn gọn để cho Diêm Vương khỏi bực mình, chỉ có hai từ để cho Diêm Vương hiểu thôi: ổn định, hiệu quả. Vậy xin hỏi quỷ huynh đây, huynh nói là tình hình ổn, không ai kiện cáo. Chứ không phải huynh cấm cửa con người, không cho ai vô địa phủ kiện cáo hay sao? Có một tình huynh đã bưng bít. Thật ra sai sót rất nhiều, chính quan vô số. Huynh trả lời sao về việc này? Chỗ huynh đệ với nhau mà chú chơi anh nha, nhớ đi, chú sẽ chết với anh. Dạ, bẩm Diêm Vương, thần chẳng giấu gì Diêm Vương. Thật ra cái công việc của thần á, thì nói chung cũng có sai sót chút đỉnh. Cái chuyện oan sai á, có, chết cũng có. Mà làm sao tránh khỏi vụ đó Diêm Vương? Dạ, ta không cần biết. Ta nói cho những người biết, tại nơi đây, tại địa phủ này, không có sai sót, tuyệt đối không bao giờ sai sót. Dạ. Mình qua đi. Ủa, làm gì hôm nay đại quỷ không được vui vậy? Dạ, ở đây sẵn có chút đại tửu, đại quỷ uống cho hạ quả. Rượu thì nói đại là rượu đi, tửu tửu tửu, nó muốn mỏi miệng à. Ủa, mà ngài bực mình vụ gì vậy? Ngươi muốn biết á, thì mấy bữa sau ngươi lên ngươi họp đi, rồi ngươi biết là vui hay là buồn. Thằng quý cai ngục này gan, bữa nay dám chơi ta. Được, mày đụng đến tao là mày sẽ chết thôi. Cai đại quỷ, người đó làm gì ngài mà ngài bực? Cái thằng cai đại quỷ đó, nó lẻo mép, nó mép cái Diêm Vương á. Nó nói là ta có nhiều án oan sai làm chết người, làm Diêm Vương sạc cho ta một trận, mất mặt biết bao nhiêu quỷ trưởng ngồi họp tại cuộc họp đó. Nó có ngon á, nó vô đi nó làm công việc của ta nè. Còn ông Diêm Vương, ông ngon vô làm công việc của tôi nè. Đại quỷ nói vậy thuộc hạ mới dám nói. Chuyện gì?
đại quỷ phải chịu khó hàng năm á, phải kiểm tra lại cái sổ chết, xem xét lại cái danh sách làm mới một lần đi rồi hẳn ký. Chứ năm nào cũng đè cái sổ cũ ra ký rẹt rẹt rẹt, trời đất ơi, người chết chết hoài, người sống thì sống hoài, tai tiếng là phải rồi. Mình ăn bổng lộc làm có cái chuyện đó không á mà cũng không được thì coi sao được, đúng không? Giả tỷ mà thuộc hạ có được cái quyền á, thuộc hạ ở sẽ thay đại quỷ ký duyệt liền. Người nói hay quá, ta nói cho ngươi biết, giả sử như ta mà được cái quyền mà chọt cái giết là vô cuốn họng ngươi mà ta không bị tội á, là ta chọt rồi. Ngươi có biết là cái cuốn sổ này nè, biết bao nhiêu tên họ, biết bao nhiêu dòng tộc ở trong này không? Rồi mỗi ngày cuốn sổ này nó dày thêm, làm sao mà rảnh đâu thời gian mà lật trang từ trang trang để mà kiểm tra ha? Dạ. Ta còn phải dành cho cái thời gian rảnh để ta đi tiếp khách đấy chứ. Trời ơi, bận tiếp khách, ăn nhậu nó đại ăn nhậu đi mà đặt tiếp khách. Rồi sao hả? Rồi ngươi muốn mét Diêm Vương về cái chuyện ta ăn nhậu hả? Không. Coi chuyện ta, nghe chưa? Nghe ta dặn. Dạ. Kể từ hôm nay, khi nào mà ta rảnh rỗi á, ngươi đưa cuốn sổ ra đây, ta cầm cái chuyện này. Xong. Còn khi nào mà ta bận, dạ, ngươi giao cái này với cái chuyện này cho thằng đệ tử ruột của ta, là thằng Quỷ Lùng á, để nó thay mặt ta, nó giải quyết hết mọi việc. Dạ. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Rõ chưa? Dạ, hiểu rõ. Quyết định vậy đi. Ba, mày sao vậy ba? Hả? Sao vậy? Ba. Trời ơi. Trời ơi, thằng Tư. Tư ơi, mày sao vậy Tư? Tư. Trời ơi, Tư ơi, Tư, tỉnh lại. Hả? Mình ơi, mình ơi, mình sao vậy nè? Mình ơi. Bà con ơi, bà con ơi, có chồng tôi bị gì nè bà con ơi? Mình. Ta sao nhìn kỳ lạ quá. Ông ơi ông, sao ông dùng lưỡi câu bằng đá vậy? Ông ơi ông, ông cho con hỏi, sao dao của ông cũng được làm bằng đá vậy? Kỳ vậy ta, sao cái gì cũng không giống ai hết? Nè chú, đó chú coi đi, con với ổng đang sửa nhà, tự nhiên ổng lăn đùng ra chết vậy đó. Cũng không có bệnh tật gì, kỳ lạ thật. Tháng trước là chú hai, kế đó Đức con chú hai, giờ tới ổng. Kể hết cả họ Liêu mình, năm nào cũng có vài người chết hết, mà toàn người khỏe mạnh rồi, không có bệnh tật gì hết. Nếu đúng vậy, sắp tới sẽ là chú hoặc con. Thì bây giờ họ Liêu nhà mình chỉ còn hai người cỡ tuổi đó à. Chắc không tới nổi vậy đâu. Chắc tới con của chú ơi. Mà hổm gài á, mắt con cứ giật liên tục mà. Con sợ lắm. Thôi chú ơi, chắc là tới con rồi. Ôi con về, con lo hậu sự cho con. Con có ai đưa con, biết bỏ nó cho ai. Mày đi đâu? Dạ. Khùng hả? Ở lại lo ba cha cho chú chu đáo kìa. Dạ. Lo tự tế, trước khi tao với mày sẽ đi theo nó luôn quá.
Hay là mình đi nghỉ đi. Ba ngày nay lo hậu sự, em thấy mình mệt mỏi rồi, coi chừng kiệt sức đó. Tôi là đàn ông mà, mấy chuyện nặng nhọc này làm đâu có sao. Còn mình á, chân yếu tay mềm, mình vừa nghỉ đi, lỡ mà bệnh tôi lo hơn nữa. Chú Ba ơi, chú Ba, chú Ba, chú Ba, chú Ba, chú Ba, chú Ba ơi. Có chuyện gì? Dạ chú Ba, anh Mão á, anh mới vừa chết đó chú. Cái gì? Cái gì? Tao với nó vừa mới lo hậu sự cho thằng Bốn với thằng Bắc mà. Con không biết, ông đi đám tang ông Bắc, về tới nhà ông lăn đùng đó ông chết, con không biết sao nữa. Thôi con báo cho chú biết, con về con lo mai trai cho ổng nha. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Không thể như vậy được, chắc chắn là có sai sót. Sai sót gì mình? Sổ sinh tử dưới địa phủ theo nguyên tắc cân bằng, không thể nào ở dưới bắt nhiều người cùng họ trong cùng một năm được. Chắc chắn là lỗi ở hệ thống. Nếu đúng như vậy thì giờ mình phải làm sao? Nếu đúng vậy, sắp tới người chết sẽ là tôi. Không, không thể nào. Mình đừng có nói như vậy, tôi sợ lắm. Nhưng tôi không cam chịu, tôi sẽ kiện Diêm Dương tới cùng. Nhưng mà chết rồi thì làm gì được nữa hả mình? Mình bình tĩnh. Mình nghe tôi dặn kỹ nè. Nếu chẳng may tôi chết đi, mình nhớ bỏ vô quan tài bút giấy với ít nén bạc nha. Đi làm gì vậy? Mình cứ y theo lời tôi dặn đi. Biết là khó, nhưng tôi sẽ quyết tới cùng. Ai đời cái ông họ Lã sống hơn 300 tuổi mà cứ trơ trơ, còn dòng họ Liêu mình chưa tới tứ tuần thì tất cả đều phải chết trẻ. Trời, chắc chắn là có khuất tất rồi. Mình ơi, mình đừng có nói gỡ như vậy, mình làm tôi sợ đó. Tôi sợ lắm mình ơi, lỡ như có chuyện gì làm sao tôi sống được. Trời ơi, lại thêm một tên họ Liêu nữa hả Huynh? Bữa giờ toàn bắt họ Liêu không thôi đó. Tại nó không chịu nghe, thiệt tình á, Diêm Dương mà kiểm sổ là chết. Vậy là mình làm sai. Biết sai mà vẫn làm luôn hả Huynh? Thì đó, biết sai mà vẫn phải làm, người ta mới gọi là tay sai. Hả? Mình ơi, mình. Cái này không có được rồi nha. Bỏ tôi đi vậy mà. Bắt hồn người ta là sát nhân, là giết người đó. Mình đã sống với địa ngục rồi, tuân lệnh là sống lâu, bất tuân thượng lệnh á là chết trước thời hạn á, hiểu không? Đó, Huynh nhìn đi, tội quá. Thấy cũng tội á, mà thôi cũng kệ. Mình ơi mình, mình ơi mình, mình ơi, sao mình bỏ tôi đi vậy mình? Còn một mình tôi biết sống làm sao đây? Mình ơi, mình ơi mình. Ta đang ở đâu vậy? Ủa? Sao giống như ở trong ngục quá vậy? Đúng rồi, ta là quỷ, không phải là người, hiểu chưa? Quỷ, đại quỷ ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là âm phủ không? Đúng. Tới được âm phủ rồi, tới được âm phủ rồi, âm phủ thiệt hả? Người bị khùng hả? Hả? Chết xuống với âm phủ sao vui quá vậy? Chết không được vui, buồn. Đại quỷ, vậy
Đại quỷ có thể cho tôi gặp Diêm Vương được không? Ngươi khùng lần hai rồi đó. Hả? Ở trên trần thế, ngươi có phải là Du không? Dạ không. Ngươi có phải là Ngọc Hoàng Thượng Đế không? Dạ không, Dân Đen. Dân Đen mà đòi gặp vua chúa? À, vậy đại quỷ có thể cho tôi gặp ban bệ phụ trách nào mà phụ trách cái việc mà sinh tử ở trên Dương Gian được không? Gặp họ chi vậy? Cho tôi kêu quan. Không hiểu sao dòng họ Liêu của tôi toàn là chết trẻ không à. Cái đó là thuộc về bên thi hành án, nhưng mà khó cho ngươi rồi. Tại sao vậy đại quỷ? Ông đại quỷ đứng đầu bang á, đi nhậu từ sáng tới giờ, cho dù có về á thì cũng sỉnh quắc cần câu rồi, không có làm gì được đâu. Vậy cho tôi gặp phó bang đi. Phó bang nhậu chung với trưởng bang, mày nghĩ sao ông nhậu mình vậy? Vậy đừng nói là mấy người khác cũng nhậu chung với trưởng bang với phó bang luôn nha. Mày nhanh trí thiệt, bắt đầu hiểu chuyện rồi đó. Nhưng mà cho dù mấy ổng không xỉn, mấy ổng không nhậu đi, mấy ổng cũng không gặp mặt ngươi đâu. Ở đó mà chờ ngày thi hành án đi. Chết quan á thì bị phạt nhẹ hơn chút, không tới nỗi mà quan vô giạc dầu đâu. Không có cách nào khác hả đại quỷ? Ngươi thiệt là đã xuống tới âm phủ mà còn rắc rối nữa vậy. Xin ngài nhận giúp giùm, chỉ cần ngài bí mật gửi giùm con một lá thư cho Diêm Vương, con nguyện đời đời ghi lòng thật trẻ đó với ngài. Ta không biết ở trên trần thế sao, chứ ở dưới này ba cái vũ này nhiêu vậy? Dạ, con gửi cho ngài một vài lượng. Ngài nhận giùm con đi. Biết sao đại quỷ, số phận con tới đây coi như là an bài rồi. Nhưng mà con không thể nào để cho tiếp tục con cháu của dòng họ Liêu bị chết trẻ qua ngủ được. Xin mở lòng từ bi giúp đỡ dòng họ Liêu. Ta ngại lắm à. Thôi đừng có hở là ta giúp cho. Ngại không có giúp. Vô viết thư đi. Dạ đợi con viết liền. Con có viết là ngài lấy tiền để giúp đỡ cho con đâu á. Ngài yên tâm đi. Mẹ đi. Sao đâu. Trời ơi, hết giờ chưa mày? Cái gì mà tao nhậu từ hồi mới vô làm tới bây giờ mà vẫn chưa hết giờ nữa là sao? Mà từ hồi lúc mà tao biết nhậu tới bây giờ, nhậu trong giờ làm việc tao thấy nó ngon làm sao hả mày? Dạ bẩm, còn một việc nữa thôi ạ. Ráng giải quyết đi, rồi mình về mình ngủ thôi đại quỷ. Việc gì? Dạ... còn một vong hồn nữa mới bị bắt xuống. Thì sao? Mày cứ xử đại đi, lăng trì hoặc là tùng xẻo xong. Nhưng mà cái ca này nó hơi rắc rối, lại thêm một tên họ Liêu nữa trong số bị gom làm chết quan đó mà. Cái số mà tao ký đại bị chết trẻ chứ gì? Dạ đúng rồi. Trời ơi, cái đó quăng vô giạt dầu phi tan luôn, chứ để chết chồng mà có nhiều đó cũng hỏi. Ủa, bị chết quan mà cũng quăng vô giạt dầu nữa hả đại quỷ? Ngươi hỏi một câu mà ta thấy nó vu vơ làm sao. Không lẽ để cho nó khai tùm lum hết rồi cái chết chồng mà hả? Đó, ngươi thấy ta làm việc công tâm à? Mà ngươi có công nhận là ta thông minh không? Dạ. Nhậu từ sáng trước khi vô làm việc cho tới chiều mà ta vẫn không có sai. Không, không, không. Quá, tôi muốn gặp Diêm Vương.
Mày muốn gặp Diêm Vương chứ gì? Cho nó vô chảy dầu đi, để nó gặp Diêm Vương. Dạ. Không, tôi không cam tâm. Tôi muốn gặp Diêm Vương à. Nói vậy tao ghét nhất mấy cái thằng mà vô đây là ồn ào nghe. Đã vô đây rồi thì vui vẻ mà chết đi, la lối ông sùm hết trơn à. Còn mày, sao không cho nó vô giặt dầu đi? Dạ. Thư của anh đó tôi chuyển rồi, đường chạy chắc chắn lắm. Mà sao không có động tĩnh gì? Chắc Diêm Vương không muốn gặp. Ê, không, tôi muốn gặp Diêm Vương, cho tôi gặp Diêm Vương đi. Đừng tay lại. Tôi muốn gặp Diêm Vương. Diêm Vương vô đói, vô đói. Dạ, mời Diêm Vương an toàn. Dạ. Ta đến đây không phải để ngồi. Ta nhận được một lá thư kêu oan. Dạ. Ngươi có phải là tên họ Liêu đó không? Dạ đúng. Đứa nào? Đứa nào báo cáo với Diêm Hoàng là tao bỏ nó vô giặt dầu hả? Đứa nào? Tao quản lý Diêm Hữu hàng giảng năm nay, chưa từng nghe một chuyện kỳ lạ như trong lá thư nhà người nói. Tôi có quốc ức gì đây? Tất cả theo ta về phủ. Và đến thân chuyện này ta xét xử. Dạ. Nhà ngươi có điều gì khuất tức hãy kể rõ ta nghe. Dạ bẩm Diêm Vương, con không hiểu hà cớ gì mà Diêm Chúa lại bất công quá vậy. To gan hỗn lao. Tụi ta già toàn giống nồi của lũ quỷ, chưa bao giờ mà dám hỗn lao với Diêm Chúa. Còn ngươi mới xuống đây mà phát ngôn lộng ngôn dám hỗn với Diêm Chúa à? Dạ. Không ai đâu. Cứ để cho hắn nói. Dạ. Dạ bẩm quá là bất công. Sao có mấy người già như là ông họ Lã sống mấy trăm năm, trong khi họ Liêu nhà con chẳng làm gì nên tội, mà cứ ngoài 30 là phải chết. Dòng họ Liêu gần tuyệt diệt tới nơi rồi, cho nên con phải làm liều làm kinh động tới Diêm Chúa. Xin tha tội. Vô lý, không thể có chuyện đó. Đúng. Làm sao có chuyện đó được? Làm gì có cái dòng họ nào mà sống bạch nằm chết hả? Mà chết cả dạ, dòng họ. Dạ. Vô lý thiệt. Làm sao có chuyện xót xổ như vậy được, phải không? Dạ. Nhờ ngươi kiểm tên trong sổ sinh tử mà. Dạ có chứ. Dạ từng phải kiểm từng cái một với Diêm Chúa. Mà giả sử trưởng ban thi hành án của âm phụ già yếu mắt kém thì chỉ lẫn lộn một hai cái tên thì làm sao tuyệt diệt cả dòng họ nhà ngươi được. Dạ. Dạ Diêm Vương nói đúng á. Diêm Vương, ngươi nói quá nghe chưa? Du hoàng giá hoại cho ban của ta hả? Dạ. Nếu Diêm Chúa không tin đó thì Diêm Chúa có thể mở sổ ra coi lại mà. Ngươi nè. Ngươi có biết là ở dưới Diêm Vương này Diêm Chúa có biết bao nhiêu chuyện để làm không? Hả? Dạ. Đâu phải rảnh đâu mà đích thân lo cái chuyện còn con của nhà dạ. Ngươi tội của ngươi nghe, đang nhung dầu nghe, băm ra làm trăm mảnh làm nhân bánh bao. Dạ. Nhưng mà chỗ Diêm phủ không phải là nơi giám sát sinh tử hay sao? Tại sao nói chuyện này là chuyện còn con được? Ngươi bay đâu? Ném thằng này vô giặt dầu cho ta. Dạ. Khoan. Nhà ngươi hay quá. Sao không lên ngồi chỗ ta luôn đi? Nhà ngươi đó, chuyện sinh tử của con người không phải là chuyện còn con. Nhà ngươi nói đúng, ta sẵn sàng kiểm soát. Nhà ngươi thấy đó, địa phủ có một bộ phận kiểm soát sinh tử. Giả sử trưởng bàn có mất kém kèm nhèm dạ, thì cũng còn phụ tá nhân viên. Đúng, ngươi nghe chưa? Đó, các quân thấy chưa? Quỷ chung một loài á thì phải bảo vệ lấy nhau. Các ngươi nên lấy đó làm gương nữa nghe chưa? Được rồi, nếu xét ra thì cái chiêu đòi của ngươi là vô bằng cớ. Dạ. Ta không giúp gì cho ngươi được hết. Nếu còn có chứng cớ thì sao ạ? Nếu nhà ngươi tìm được bằng cớ mà ban thi hành án làm việc thực trách, ta sẽ xóa tội trạng cho dòng họ nhà ngươi và cho ngươi sống lại đoàn tụ với vợ. Nếu bằng ngược lại nhà ngươi không có bằng cơ thì ta sẽ đại nhà ngươi xuống 18 tầng địa ngục. Ta cho nhà ngươi 3 ngày lên trần gian và tìm bằng cơ trở lại đây. Dạ, con nhất định kiếm được bằng cớ mà, con nhất định mà.
Ngươi hãy theo hắn lên trần gian giam sát hắn. Dạ, Diêm chúa kêu ai? Tao chỉ ngươi. Nhà ngươi theo tên này lên trần gian giám sát trực tiếp và báo lại cho ta. Dạ, tuân lệnh Diêm chúa. Ta cho ngươi 3 ngày đó. Dạ. Đi tìm bằng cớ đi. Dạ. Rồi xuống đây gặp ta. Dạ dạ, chắc chắn cũng có bằng cớ. Chắc chắn cũng có bằng cớ mà. Chuyện bãi châu. Ta nói rồi, khiếu kiện cho mất công. Có kiếm ra bằng chứng thì ngươi cũng tiêu à. Chỉ tổ là chọc giận mấy đại quỷ. Dạ, ít nhất thì Diêm Dương cũng đã biết. Biết thì sao? Ngươi tận một sở thị mà. Diêm Dương cũng giao về mấy bang mấy bệ thôi. Đừng có kiện cáo, chết còn được toàn thay. Ta chỉ sợ chuyến này ngươi đi khó mà bảo toàn được mạng sống mà. Hả? Ý ngài nói là ta có thể bị người khác thủ tiêu bịt miệng hả? Ta nói phong lòng vậy đó, muốn hiểu sao hiểu. Tới giờ rồi, vậy thôi. Cũng tại vì ngươi mà ta phải lên chốn dương trần chết tiệt kia. Vì tồn vong của dòng họ, cho nên bất đắc dĩ phải làm liên lụy tới ngài. Xin ngài thứ lỗi. Thôi, lỗi phải gì. Coi như là ta lên đó xả hơi một chiến. Giờ đi được chưa? Dạ. Trước khi đi, tôi mạo muội xin ngài một ân huệ có được không? Gì nữa? Sao ngươi rắc rối quá vậy? Dạ. Tôi xin ngài đừng lấy mạng của tôi dọc đường. Cho tôi sống cho tới khi kiếm ra bằng chứng để cứu dòng họ của tôi nha. Tôi xin ngài đó mà. Chẳng có gì đâu. Cho ngươi kiếm được bằng chứng đi. Nhưng ngươi cũng đã nghe lệnh cách chân của ta rồi mà. Sẵn ta nói cho ngàn ngươi biết luôn, nhiều thiên niên kỷ nay á, có biết bao nhiêu dòng họ cũng tìm bằng chứng như ngươi mà có được gì đâu. Diêm Dương không biết gì hết á, tại vì tất cả đã bị chặn từ xa rồi. Hiểu chưa? Tôi xin ngài hãy vì lòng nhân ái mà giúp đỡ tôi. Cảm đi, lúc còn sống á, ta cũng có lòng nhân ái. Nhưng giờ ta chết rồi, thành quỷ rồi, ta phải đặt lòng quỷ ái lên hàng đầu. Ta phải tuân lệnh cấp trên của ta, phải lo tính mạng của ta trước chứ. Hiểu chưa? Dạ. Đã đến giờ rồi, đi thôi. Sống chi cho rắc rối vậy. Mình ở đây canh giặc dầu coi bộ còn sướng hơn à. Anh ơi. Cha ơi cha. Anh ơi. Cha ơi cha. Sao bỏ mẹ con em đây anh ơi? Cha ơi. Sao cha bỏ mẹ con mà đi vậy cha? Anh ơi. Sao cha bỏ mẹ con mà đi? Anh ơi em sống dậy đi anh ơi. Đừng có bỏ mẹ con em mà. Kệ hãy nhìn đi. Đó là nghĩa đệ của dòng họ Liêu tôi đó. Toàn là những người bị chết trẻ. Tôi xuống dưới có mấy ngày mà nhiều nấm mồ mới xuất hiện rồi. Vợ trẻ mất chồng, con mất cha. Cái lão cũng phải nhà mình á, thì tất chất gây thảm trạng cho người ta. Mình nói không nghe, phải đầy lão đi thực tế mới được. Để lão thấy cái hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Mà dễ gì buồn lão nặng vậy á, lết gì nổi. Ngài, tôi biết ngài là một vị quỷ đầy lòng trắc ẩn. Ngài hãy giúp dòng họ Liêu của tôi đi. Ngài ơi, hãy giúp dòng họ Liêu của tôi đi ngài. Tôi xin ngài. Ủa, mà không nói nhiều, để lên. Mình ơi, mình bỏ em bơ vơ trên đời. Cha mẹ em đau lòng quá, cũng đi theo nhau hết rồi. Em còn sống làm gì nữa mình ơi? Mình. Mình ơi, em lại mình. Mình sống khôn thác thiệt. Em biết mình chết trẻ, mình linh dữ lắm. Em cũng nhớ mình nữa. Nhưng mà mình đừng có nhớ em sợ lắm mình ơi. Tôi còn sống mà, mình đừng có sợ. Tôi còn sống đấy mà. Mình đừng có qua đây. Mình ở đây đừng có sợ. Ba làm gì mà nói chuyện rành mạch cái ghê vậy? Tôi còn sống mà, ba cỏ cái gì? Mình ơi. Mà biết ăn trái cây nữa hả? Tôi ăn trái cây, tôi không phải là ma. Trái cây mình chưa rửa đúng không? Tôi
rủa rồi mà. Tôi còn sống tôi trái cây được mà, thấy không? Tôi còn sống nè. Ủa, mà mình cũng tỉnh, đâu có mơ đâu. Đúng rồi. Mình ơi, tôi còn sống. Tôi không có thời gian để nói chuyện với mình nhiều đâu. Mình mau nghĩ cách phụ tôi đi. Là tôi thiệt mà. Sao mà vậy, là mình thiệt rồi. Mình ơi, em chôn mình đàng hoàng, sao mình về tính bơ vậy? Thì nhờ bút với mực của mình chôn theo đó, tôi viết đơn gửi cho Diêm Dương. Cái Diêm Dương á, cho tôi về á, thu thập chứng cứ để miễn tội cho dòng họ Liêu của mình đó. Thiệt hả mình? Nhưng mà chứng cứ gì nữa? Mình là bằng chứng sống rồi. Mình chết trẻ, với lại sao mình không kêu hết trai tráng của dòng họ Liêu dưới đó cho ông coi? Không phải đâu, Diêm Dương á muốn nhìn thấy cái người mà đã sống mấy trăm tuổi thì mới chứng tỏ là lọt sổ. Khi đó thì Diêm Dương mới nói là sổ sinh tử của Nam Tào mới có sai sót. Vậy nữa hả? Mà ai sống trên mấy trăm năm ta? À, cái ông họ Lã. Đúng rồi. Nhưng mà con đều, nếu mà chứng tỏ ông sống trên mấy trăm năm ngặt nổi ông không chịu nói ra thì làm sao biết được. Lần này nếu mình không thu thập được chứng cứ thì là tôi chết thật, mà chết kỳ này là chết thảm luôn á. Trời ơi, mình ơi, mình đừng có nói như vậy, mình làm tôi sợ đó. Mình đừng có nói gỡ như vậy nữa. Mình nghĩ cách phụ tôi đi nè. Trái đào bị hư chỗ này nè. Mình ngủ chưa? Mình cứ say trở liên tục làm sao tôi ngủ được. Vậy chứ không phải mình cũng nghĩ cách sao? Mình, tôi có một cách nè. Cách gì? Mình lấy tiền đưa cho ổng đi. Có ai đổi mạng lấy tiền không? Chết rồi, tiền để làm cái gì? Ừ ha. Vậy hay là mình giao hết nhà đất cho ổng luôn. Ngủ đi. Bây giờ tôi phải cố nghĩ cách phụ mình mới được. Ngày mai nè, rồi ngày mốt là mình phải đi rồi. Thôi, ngủ đi, để tôi còn ngủ nữa. Gì nữa? Không cứu được mình á, thì tôi phải nghĩ cách cứu họ Liêu chứ. Mà cứu thì sao? Tôi với mình á, tranh thủ nay mai mình làm ra thằng cu. Xong rồi tôi sẽ ẵm nó chạy trốn. Tôi đẻ nó ra, tạm thời lấy họ tôi. Khi nào nó lớn lên tôi sẽ đổi lại lấy họ Liêu. Ở dưới họ không có biết đâu. Tưởng gì? Mình nghĩ là mình có thể trốn thoát được đó hả? Thì bây giờ còn có cách nào khác nữa đâu. Mình chết rồi tôi còn sống làm gì nữa. Thôi, rồi cũng sẽ có cách thôi. Đừng khóc nữa, mình ngủ đi. Mấy bữa mình chết á, tôi phòng không gối chiếc. Tôi nhớ mình lắm. Hay là mình cho tôi đi theo mình đi, cho nó xong. Có chết thì mình cũng chết. Thôi, mình đừng có nghĩ quẩn, ngủ đi. Gì nữa? Tại tôi ngủ không có được. Mình ngủ trước đi. Vậy mà biểu tranh thủ kiếm thằng cu rồi ẵm bỏ trốn. Khổ ghê. Có lẽ ngươi đã tỉnh ngộ rồi đúng không? Chuyện này muốn chết cho im đúng không? Vậy đi cho khỏe, trước sau gì cũng chết. Sở dĩ ta chưa ra tay với ngươi là ta muốn ngươi toàn mạng về cho Diêm Dương thấy thôi. Bây giờ về dưới đi. Chưa đủ 3 ngày mà.
tôi chưa chịu thua đâu. Tôi đang nghĩ cách. Ngươi nghĩ lão họ lạ đó, mấy trăm năm nay không hé một lời, tự nhiên mở miệng tự thú 300 năm tuổi. Sao lão phải cứu một người dân khác họ, đúng không? Bởi vậy bây giờ tôi đang nghĩ cách nè. Vậy thì suy nghĩ nhanh lên, kẻo vợ ngươi thể hiện sự thông minh trước ngươi đó. Gì? Vợ tôi hả? Ngó qua là biết ổng còn sót lại từ thời đồ đá rồi. Mình phải vận dụng sự khôn khéo của mình để bắt ổng phải thú thật mới được. Mình phải vận dụng sự thông minh trời cho của mình để mà cứu chồng mình. Ông câu cá hay làm gì vậy? Ông ơi, ông câu được nhiều cá chưa ông? Trời ơi, ông ơi, ông câu được nhiều cá quá trời luôn nè. Cá quá trời cá luôn á. Ông, con hỏi ông cái này nha. Chắc là ông sống lâu dữ lắm rồi hả ông? Con chắc luôn á. Con nhìn ông á, từ quần áo nè, tới dao nè, đều toàn là từ thời đồ đá không à. Có cái nào mà thời bây giờ đâu. Con đoán ông á là cũng khoảng phải hơn 300 tuổi rồi đúng không ông? À, hay là 400? Ông ơi, con xin ông cứu chồng con đi ông ơi. Ông không nói là chồng con chết đó ông ơi. Con xin ông đó, ông nói giùm con đi ông ơi. Tại vì gia đình dòng họ chồng con bị chết trẻ hoài à. Chồng con xuống dưới Diêm Vương, rồi ảnh khiếu kiện Diêm Vương. Diêm Vương bắt chồng con lên đây phải kiểm tra, nếu mà quan sai bị sai sót thì Diêm Vương mới tha cho chồng con. Ông ơi, ông cứu giùm chồng con đi ông ơi. Cứu dòng họ nhà con đi ông, con lại ông mà. Buồn sao ta nói. Á, à, ông mới nói đó. Ông ơi, chỉ cần ông xác nhận vắn tắt một câu thôi là ông sống đúng 300 năm là ông có thể cứu được dòng họ Liêu của con rồi. Con xin ông đó, ông cứu dòng họ Liêu của con đi ông. Người muốn ta tự sát hả? À, không, không, chỉ cần ông nói ra sự thật, biết đâu Diêm Vương sẽ để cho ông sống tiếp, và họ sẽ không có bắt ông xuống dưới làm gì đâu. Đi chỗ khác đi, ta câu phiền phức quá. Khó cho người lắm đây, để coi nhà ngươi làm sao. Trời ơi, mình hại tôi rồi đó. Chưa gì hết, bức dây động rừng, bây giờ làm sao tôi buộc cho ông mở miệng được nữa đây? Tại em nôn quá, em chỉ muốn cứu mình thôi mà. Vậy bây giờ mình tính sao đây? Mình ơi, ngày mai là ngày cuối rồi. Không lẽ chuyến này mình đi luôn, làm sao mà em sống được hả mình? Mình làm ơn đừng có khóc lóc nữa có được không? Mình ơi, bây giờ mình phải làm sao đây? Em đang nỉ ông hoài mà ông không chịu nói. Mình ơi, hay là mình bắt trói ổng lại rồi mình cạy họng ổng ra. Mình bắt ổng phải khai được không mình? Thôi, từ giờ trở đi á, mình chỉ cần giúp tôi một việc thôi là tôi yên tâm rồi. Được, chuyện gì mình nói đi, 10 chuyện em cũng làm được, chứ đừng có nói tới một chuyện. Có nghĩa là mình đừng làm cái gì hết trơn á. Không chịu đâu. Thôi, anh đừng có buồn nữa. Tôi nói anh nghe nè, lúc tôi còn ở Trần Gian á, tôi cũng nhân ái lắm. Nhưng hôm nay tới ngày thứ 3 rồi,
ta và ngươi phải xuống dưới thôi. Chiều nay mới đủ 3 ngày mà. Nhưng tôi đã có cách làm cho ông họ Lã mở miệng rồi. Hả? Có cách? Cách gì vậy? Ra bờ sông sẽ biết. Nhưng vợ tôi làm lộ bí mật hết trơn rồi, tôi không tiện ra đó nữa. Tôi nhờ ngài giúp tôi được không? Nhờ ta hả? Ngươi không sợ ta phá hư việc của ngươi sao? Ngươi nên nhớ, ta là quỷ phụ tá của ban thi hành án đó. Không sao, tôi biết. Tôi tin ngài mà. Có chuyện gì tôi hoàn toàn nhận lãnh hậu quả cho. Được. Hôm rồi ta thấy ngươi không làm được cái gì hết, nhưng được một cái ngươi liều. Kỳ vậy ta, không có con cá nào hết vậy ta. Xuống mò luôn. Kỳ vậy ta, không có con cá nào hết vậy. Ta ngồi để câu hoài sao? Ta nói cho người biết, ta câu hơn 300 năm ở đây rồi mà ta chưa có nhìn thấy hòn đá nào nổi hết. Thôi đi đi, để cho ta câu. Hả? 300 năm? Vậy là không được 300 năm tuổi luôn rồi hả? À đó đó đó, thấy chưa, thấy chưa, đó thấy chưa. Ông chịu mở miệng rồi đó. Ông tu vậy ông trên 300 tuổi rồi thấy chưa. Hai dòng hồi lưu được cứu rồi. Tôi được cứu rồi. Tôi được cứu rồi. Tôi được cứu rồi. Dòng hồi lưu được cứu rồi. Được cứu rồi. Hôm nay ta quyết xử kín chuyện này. Gã họ Liêu kia, ngươi có tìm được bằng chứng chứng minh bản thi hành án làm việc sai sót đó chưa? Dạ, dạ bẩm Diêm Chúa, con có nhân chứng à. Nhân chứng đâu? Đâu, đâu, nhân chứng đâu? Dạ, nhân chứng là ngài quỷ phụ tá đi à. Ngươi biết con quỷ phụ tá này là tay chân của quỷ ban thi hành án, tại sao nhà ngươi lại mời hắn làm nhân chứng? Ngươi không sợ hắn binh giật phe của hắn sao? Dạ, con tin vào đạo đức, lòng chính trực của ngài quỷ phụ tá. Sự thật vẫn là sự thật, đổi trắng thay đen á thì ngài ấy thà chết như thần, vậy mà thanh thản, còn hơn phải sống mà lương tâm phải cán rứt. Con tin rằng giữa sự nhiễu nhương vẫn còn công bằng, tình thương còn sót lại. Lần đầu tiên thấy nó nói đúng đó đi Diêm Dương. Phụ tá, ngươi nói đi, ngươi thấy thế nào? Ngươi có thấy sai sót gì không? Phụ tá, nói đi. Sao ngươi còn chưa nói? Phụ tá, không phải không? Dạ không phải không. Ta hỏi ngươi, ngươi nói cái gì? Tập phải vậy không vậy hả? Bây giờ có thì ngươi nói có, không thì ngươi nói không. Cái gì mà không phải không, không phải có, có phải không? Cái gì lung tung mới đang vậy? Nói tóm lại là như vậy, ngươi không có phát hiện cái gì sai sót trong cái ban thư ký này nè, đúng không?
Dạ ý của thần á là... Ngươi nói sao? Dạ có. Cái gì vậy hả? Cái gì vậy? Dạ có sai sót. Không chỉ một mà có nhiều nữa. Rất trầm trọng, kéo dài, có hệ thống. Người điên hả? Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Dạ dạ, đại quỷ xin tha cho thuộc hạ. Thuộc hạ cũng góp phần trong chuyện đó. Tên họ Liêu nói đúng, thấy sai và bao che, làm thần mất ngủ mấy ngàn năm nay rồi. Trời. Giờ nói ra cho nhẹ người. Giờ Diêm Vương á muốn xử thuộc hạ làm sao? Cũng được hết á. Ngươi, ngươi... Dạ bẩm Diêm Chúa, thằng này nó điên rồi Diêm Chúa ơi. Cái thằng quỷ lùng này nó điên rồi. Dạ chắc có lẽ là do cái thằng họ Liêu này đút lót hay bao che cái gì đó. Dạ không có. Để cho cái thằng này nó hại thằng ở Diêm Chúa. Dạ không Diêm Chúa. Lính đâu, đưa nó vào ngục. Người mà tắm vô ngục á chính là người Diêm Chúa. Phụ tá, dạ. Hên cho người lòng trắc ẩn và tính trung thực đã cứu nhà ngươi phen này. Ráng giữ đó. Ta đích thân nghe ông già họ Lã nói ra bằng chứng. Mà những người nói dối ta là ngươi tiêu rồi. Dạ. Ta tuyên án xóa tội cho họ Liêu. Dạ. Từ nay họ Liêu á được tăng thọ thêm 20 tuổi nữa. Dạ, đội ơn Diêm Chúa. Còn ngươi, bạn thi hành án bị tống vào ngục. Dạ Diêm Chúa. Còn phụ tá lên tay chức quan thi hành án. Dạ đội ơn Diêm Chúa. Diêm Chúa vô đội, vô đội, vô đội, con vô ngục. Truyền bái chào. Vậy là anh được sống lại. Dòng họ mình được cứu rồi vợ ơi. Dòng họ mình được cứu rồi vợ ơi. Ngươi đi đâu vậy? Ta mang nước thánh về cho Thái Thường Lão Quân luyện đơn. Còn ngươi, ngươi đi đâu? Đem rượu cho Thái Tử nè. Ông cũng đòi uống rượu hả? Đó, vậy nó mới phiền. Rảnh quá, con miếng chơi vậy á. Làm ở dưới trần gian người ta ngập lục quá trời luôn. Ngọc Hoàng á, phạt dìm nước, thả với lò luyện đơn mà vẫn sống nhăn à. Ông sức miếng da luôn á. Nói chung là bó tay rồi. Giờ cầu cho ông đi lẹ lẹ cho khỏi hầu. Phiền quá. Thôi, đi nha. Đi. Vậy bóng Thái Tử, rượu tới. Thái Tử ở đâu rồi? Ta đây. Làm gì mà kêu hoài vậy? Dạ Thái Tử, rượu. Mày uống đi. Dạ. Ta cảm thấy là ta làm phiền thời gian quý báu của những người quá rồi. Ta mời ngươi một ly đó. Uống đi. Thái tử. Con lạ Thái tử á. Con tưởng Thái tử ngủ rồi nên con mới dám nhiều chuyện. Nó xấu Thái tử với đồng nghiệp chút chơi. Ai ngờ nói xa vậy. Thái tử cũng nghe được. Ghê thì chứ. Ta nói uống thì cứ uống, đừng có nhiều lời. Dạ con đâu có dám đâu. Con đang trong giờ thi hành công vụ mà. Miệng có hơi men á, lỡ bị phạt thì sao? Thái tử đốt không chết, chém không đứt. Chớ cỡ con, ba hèo là con đi rồi. Bây giờ không muốn đúng không? Đưa cho ta. Nó nhiều quá. Dạ. Dạ Thái tử. Thái tử là con của Ngọc Hoàng. Vậy mà con cứ tưởng Thái tử là cốt của Tôn Ngộ Không không à. Thái tử lý lắc nè. Rồi Thái tử manh động nè. Thái tử năng động. Thái tử biết rõ mà. Trên này chỉ cần thở mạnh một cái thôi là dưới trần á đã có bảo rồi. Thái tử làm phà phà hai cái.
chắc bay luôn nguyên mấy cái tổng quá. Tội nghiệp con người, Ngọc Hoàng biết được á, Ngọc Hoàng nổi giận á. Đằng nào thì ta cũng sắp bị đại rồi, nổi giận thì nổi có sao đâu. À, ta còn mấy ngày nữa vậy? Dạ, cũng sắp rồi. Thái tử kiếm được cái chỗ đầu thai chưa? Chưa, có gì đâu mà gấp gáp. Con nghĩ là mình nên bốc trước cái chỗ đầu thai đi, chứ định nữa tới chân mới nhảy. Con sợ vô mấy cái chỗ không ra cái gì là họa lớn á thái tử. Ta bị xuống làm người là coi như bị rớt xuống đáy rồi, còn họa nào mà lớn hơn nữa chứ. Ta không quan tâm. Đâu có, thái tử sức khỏe phi thường, thần thông pháp thuật, nước dìm không ngạt, dao cứa không đứt, lửa đốt mà trơ trơ à, tai nghe dạng dặm nữa, lỡ rớt vô cái nhà nào ăn cướp, rồi tung hoành ngang dọc, cướp cổ giết người, ai trừ cho nổi, quả biết bao nhiêu, rồi Ngọc Hoàng phạt thêm mấy kiếp nữa làm sao? Ngươi nói có lý đó. Bây giờ phải làm sao? Theo con thì vậy. Thái tử á, nên phân thân ra 5-3 mạng gì đó, mỗi mạng một tài thôi, rồi lựa nhà nào đàng hoàng tử tế để đầu thai, để lớn lên có người dạy dỗ, rồi lớn lên cho nó đỡ mất dạy. Hả? Ý con á là có người dạy dỗ, để lớn lên lấy cái tài đó để giúp đỡ người, lỡ như Ngọc Hoàng có kéo về đây cũng đỡ nhục. Cái gì? Vậy không có gì, không có gì. Vậy ngươi để ý coi chỗ nào được được đi, rồi báo cho ta biết. Dạ, để con lựa. Nói được thì làm được đó. Con biết được cái chỗ này mà nó hơi khó. Khó? Nhân bất học, bất chi lý. Con giải nghĩa câu này cho cha nghe. Dạ thưa, có nghĩa là đọc nhiều sách thánh hiền thì mới biết được điều lẽ phải ở trên đời. Con gái cha giỏi lắm. Vậy... Cha, con nghe mấy thợ nhà mình nói là hôm nay ra ngoài đồng cắt lúa, xong rồi sẽ tát nước bắt cá. Sao cha không ra ngoài đó? Đáng ra là phải ở ngoài trông coi, nhưng cha con bỏ, cha con ở nhà dạy con học đó. Cha con chỉ coi con gái là duy nhất à. Nhưng mà con muốn coi bắt cá. Từ nhỏ tới giờ con cứ học hoài, cha mẹ có cho con ra ngoài đâu. Con cứ ở nhà đi, không có bạn bè gì hết á. Sau này kiếm tấm chồng danh giá cho nó sướng cái tấm thân. Con ráng học đi, rồi rằm này mẹ sẽ cho con theo lên chùa lễ Phật. Lúc đó con tha hồ ngắm cảnh. Mẹ cho con đi theo thiệt hả mẹ? Có cách rồi. Mẹ ơi, cây này là cây gì vậy mẹ? Cây này là cây bồ đề đó con. Mẹ, hay là mẹ vô trong trước đi, để con đi vòng vòng tham quan nha. Con nhớ là không được nói chuyện với ai hết đó. Con biết rồi mẹ. Mẹ đi. Dạ. Ta ra ngoài, tới giờ ta mới được ra ngoài ngắm, đúng là tiếc thiệt đó. Đó, thái tử thấy chưa? Nàng đã đẹp mà còn có học nữa, với lại còn ngây thơ hơn mấy cô tiên nữ trên giường thượng nguyện của mình nữa. Được. Ngươi về đi, hẹn xong kiếp này ta tái ngộ. Ý, bông hoa màu đỏ, không ngờ thái tử cũng thích nổi ghê hả. Chúc thái tử thành công.
nhớ tu tâm dưỡng tánh cho cô nhờ nha. Ý lì tu tâm dưỡng tánh cho Ngọc Hoàng nhờ nha. Thôi con về đây. Ủa, tại sao tất cả những bông hoa trên cây này đều là màu trắng mà lại xuất hiện một bông hoa màu đỏ? Lạ quá. Thí chủ có sao không? Sao ta thấy chóng mặt quá vậy? Chắc là thí chủ bị cảm rồi. Đến! Hai người đang làm gì vậy hả? Con... chắc cô ấy bị cảm mạo rồi thí chủ. Thí chủ cho cô ấy vào hậu liêu xin chén trà gừng uống vào sẽ khỏe ra thôi. Ông đó làm gì con? Nói cho mẹ nghe. Dạ đâu có làm gì đâu mẹ. Mẹ ơi sao con thấy lạ quá à? Ôm ấp con gái người ta giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, giữa sân chùa mà con nói là không làm gì hết. Đi về. Trời ơi, không lẽ con nói đi, là thằng nào, là thằng nào to gan, nói đi. Dạ không có ai đâu cha, con thề đó. Cha mẹ tin con đi. Nói dối, làm sao mà cha tin? Cha mẹ nuôi con vất vả, dạy dỗ đàng hoàng, mà con nỡ lén cha lén mẹ đi tần tiện với thằng nào? Nói mau. Con nói đi, nó là thằng nào? Nếu nó thật dạ để ý con đó thì để mẹ cha tính. Con nói thiệt mẹ ơi, từ bữa ở chùa về tới nay con có đi ra ngoài lần nào đâu mà gặp gỡ với ai. Chùa? Mẹ hỏi thiệt con, hôm đó đang yên đang lành sao ông sư lại ôm con? Cái gì? Ông sư? Cha mẹ đừng có nghi quan cho người tốt. Bữa đó xảy ra một chuyện lạ lắm, nhưng mà con không dám kể, con sợ mẹ nói con điên. Chuyện gì con nói đi. Lúc đó con đang giảng cảnh thì thấy một bông hoa đẹp lắm, con đưa lên mũi ngửi, tự nhiên mê đi, lại ngắt bông hoa bỏ vô miệng ăn ngon lành luôn. Con ăn bông hoa? Tức là con muốn mẹ tin con ăn cái bông có bầu. Nội lâu, có bịa thì bịa cho có lý một chút chứ. Cha ơi con nói thiệt mà cha. Mẹ ơi con nói thiệt mà mẹ. Con không biết tại sao lại như vậy nữa. Cái chùa đó ở đâu? Cha tính làm gì vậy cha? Đi đi, đi lên chùa ở với sư đi. Đừng có ở đây mà làm xấu hổ tông đường nữa. Cha ơi, đi đi. Đừng mà cha. Tao không muốn thấy cái mặt mày trong ngôi nhà này một chút nào nữa. Con xin cha ơi. Không. Mẹ ơi, mẹ không ngờ con tác tệ như vậy đó. Mẹ ơi, con không có mà mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ, con không có mà. Cha ơi, cha ơi, con không có mà cha. Thank you.
từ nhỏ tới lớn. Con vô chùa đây là lần đầu tiên. Bây giờ con không biết đi đâu hết. Con bị quan thầy ơi. Mô Phật. Thiện tai thiện tai, âu cũng là ý trời. Nhưng chốn tu hành sẽ không tiện cho tín nữ. Thí chủ ở tạm hậu liêu ít ngày, bần tăng sẽ cho dựng nhà tạm sau chùa để thí chủ tá túc. Đa tạ sư thầy. Con à, đã mấy tháng trôi qua rồi, không biết cha con là ai nữa. Ông là ai vậy? Ông muốn cái gì? Nàng đừng sợ, sắp tới đây nàng sẽ sinh 5 người con trai khôi ngô tuấn tú, tài giỏi và khỏe mạnh. 5 người con trai? Ừ. Nhưng mà ông là ai? Nàng không cần biết ta là ai, và nàng cũng không cần phải đặt tên cho chúng. Khi nào biết nói, tự khắc từng đứa sẽ nói tên cho nàng biết. Con ôm củi vô kho cho mẹ đi. Con, có chân phỏng tay đó. Ủa, sao lạ vậy? Kỳ vậy ta, mấy đứa con của mình sao lạ quá à? Đứa nhỏ xíu mà xuống nước bơi như rái cá, đứa thò tay vô lửa thì không bị phỏng, sao đứa nào cũng kỳ lạ vậy? Mà bữa nay đã tròn 5 tuổi rồi, không đứa nào biết nói được, vậy mà khăng khăng đòi xin kinh ở chùa để về đọc. Lạ ghê á. Khỏe như vâm, con vác được cả quả núi. Con tên là Mạnh. Mẹ, con do băm búa bổ không chày, con là mình đồng gia sắc. Mẹ, con ngồi một chỗ vẫn biết chuyện trong thiên hạ, con là vén mây coi tròn,
Mẹ, con ở dưới nước cũng như trên cạn, con tên là Khô. Mẹ, con ngồi trên lửa cũng không hề gì, con tên là Ước. Trời ơi, mấy đứa con của mẹ, tụi con biết nói rồi. Mẹ mất rồi, sau này mấy anh em mình còn nhiều chuyện phải ứng phó. Từ nay dù có xảy ra chuyện gì, mấy anh em mình cũng phải đùm bọc lẫn nhau. Dạ bẩm hoàng thượng, lễ khao quân sắp tới á, coi như thần đã chuẩn bị xong tất cả đồ ở trong kho của triều đình á, vừa đủ xài. Duy chỉ có một thứ thần e là thiếu đó hoàng thượng. Là thứ gì? Dạ củi khô. Phải nấu suốt ngày suốt đêm, nấu cả tuần liền, để đãi cho mấy ngàn người ở trong cung. Mà củi ở trong kho thì còn rất ít đó hoàng thượng. Ngươi không nghĩ ra cách nào hay sao? Thì dạ, lệnh cho các dựa củi đem củi tới mình thu gom hết. Dạ thần cũng đã gom tất cả các dây củi đem về kho đó hoàng thượng. Ừ. Nhưng mà vẫn không đủ, đang mùa khan hiếm hoàng thượng ơi. Thần chỉ nghĩ còn một cách đó hoàng thượng. Nói đi. Dạ bẩm hoàng thượng, nghe nói ở vùng núi phía tây á, có một gã tiều phu chuyên nghề đốn củi đổi gạo. Hắn tên là Mạnh, mà nó mạnh thiệt nghe hoàng thượng. Gì à? Chỉ trong vòng một buổi thôi mà hắn gánh đầy củi, chắc đầy cái sân rộng như vậy nè hoàng thượng. À, thần nghĩ là hoàng thượng kêu hắn tới đây, cây mình đổi gạo, mình lấy củi của hắn, được không hoàng thượng? Thôi được rồi, ngươi cứ vậy mà làm đi. Dạ, ha. Tuân lệnh hoàng thượng. Ừ. Đây. Nghe tao hỏi kỹ mà trả lời nè. Ngươi có phải là tên Mạnh không? Dạ phải thưa quan. Vậy mà tao thấy ngươi hơi yếu yếu, không giống như lời đồn. Dạ bẩm quan, con là Mạnh. Không biết quan triệu con tới là có chuyện gì à? Nghe nói ngươi chuyên đốn củi đổi gạo phải không? Dạ phải thưa quan. Nay triều đình có tiệc, ngươi có bao nhiêu củi đem hết tới đây? Mỗi một gánh củi ta đổi cho mỗi một gánh gạo. Ngươi thấy sao? Dạ vậy thì hay quá, con xin vâng mệnh. Công nhận hay hay thiệt. Mới gánh củi đổi gạo có mấy ngày, được mấy cái bồ. Như vậy là anh em mình có gạo để giúp đỡ cho dân nghèo rồi. Không biết với cái đà này anh em mình còn làm thêm mấy cái bồ nữa chứ. Huynh cứ lo làm đi, chắc là đếm không xuể nó đâu. Cắp bao cắp bao. Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ơi. Dạ bấm, dạ bấm hoàng thượng. Nè nè, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi vậy? Dạ thằng đống củi á hoàng thượng. Các đệ ơi, có chuyện rồi. Tên gánh củi sao? Ta nghe nói á hắn làm được lắm, mới đây củi đã chất đầy sân rồng rồi mà. Dạ đúng rồi hoàng thượng, củi mình bây giờ á xài sang năm cũng chưa hết nữa. À, vấn đề bây giờ á là nó mạnh quá, nó gánh củi liên tục. Nó gánh củi tới rồi nó gánh gạo đi, nó gánh củi tới rồi nó gánh gạo đi, nó gánh củi tới rồi nó gánh gạo đi. À,
Bây giờ gạo ở trong kho còn hơn phân nửa chút xíu à. Mà cái tình trạng này kéo dài á, củi thì đầy kho mà gạo thì sạch kho đó hoàng thượng ơi. Mà bây giờ mình ngưng không được, mình lỡ hứa nó rồi mất chữ tín sao hoàng thượng? Vậy à? Dạ. Vậy thì sao hoàng thượng? Vậy thì vậy thì hắn sẽ chết. Hả? Kêu hắn vào đây. Dạ. Nè, hắn chết người hả dạ lắm hả? Dạ. Hắn không chết thì ngươi phải chết. Hả? Còn hả dạ, hả dạ, cái đầu ngươi rơi xuống đất bây giờ. Dạ. Lẹ lên. Hả? Dạ. Quỳnh nghe được chuyện gì? Sao có vẻ lo lắng quá vậy? Anh hai mình có chuyện rồi. Anh hai mình lúc nào cũng khỏe mạnh hết, có gì nguy hiểm đâu. Anh đang nói cái gì vậy? Anh hai. Ủa, có chuyện gì mà mấy đệ ở đây vậy? Ủa anh hai, Quỳnh không gánh củi nữa sao? Bệ hạ nói á là Quỳnh làm nhiều mệt rồi, cho nên là nghỉ 10 ngày sau quay lại làm tiếp. Nhà vua tốt thiệt, mà nhà mình cũng dư gạo ăn qua năm rồi. Quỳnh nghĩ là đúng đó. Không phải như vậy đâu. Không phải như vậy là sao? Nhà vua có cái tên đốn đốn cụ tới phải không? Dạ. Ra mà kia kêu nó vô. Dạ. Nghe người nói chuyện mắc mệt à. Bẩm hoàng thượng, thằng Hà Bá nó tới rồi hoàng thượng. Ừ, được rồi. Chuẩn bị xong chưa? Dạ, thần chuẩn bị chu đáo rồi hoàng thượng. Dạ, nó tới kìa hoàng thượng. Và muôn tâu thánh thượng, con là mạnh đốn củi, tuân lệnh hoàng thượng, hôm nay con đến để chờ lệnh. Sao bữa nay ta nghe cái giọng người ướt ướt vậy? Được, hôm trước á, thật ra ta không được khỏe, cho nên đối xử với ngươi không được tốt. Hôm nay ta kêu ngươi tới đãi ngươi một chầu, coi như là xí xóa, ngươi thấy có được không? Dạ bẩm hoàng thượng, tại hạ chỉ là tên đốn củi thôi, hà cớ gì hoàng thượng phải bận tâm như vậy? Nhưng nếu bệ hạ có lòng thì con xin lại tạ. Chẳng hay bệ hạ đãi có món gì vậy hả bệ hạ? Thịt nướng được không? Vậy thì hay quá, cho con xin hỏi yến tiệc bày ở đâu vậy hả hoàng thượng? Được rồi, lính. Dạ dạ. Ê, ê. Cái này là tại nhà ngươi nha. Kỳ này là ngươi chết chắc rồi. Ai biểu ngươi tham gạo của triều đình chứ? Tại vì anh tôi. Hả? Không, tôi chỉ đổi sức lao động để lấy gạo, chứ không hề ăn cướp của ai. Ông nỡ lòng nào lật lọng mà giết hại người ta như vậy? Khỏi nói nhiều, cứ xuống dưới đi rồi oán trách. Hen lên hành hình. Dạ dạ. Hey, khoan hành hình. Lại đây nhanh lên đưa ta ra coi làm sao ta ra khỏi dòng dây này được. Dạ. Hey, rồi lên hành hình. Ở đây mát quá, cho ta bình rượu uống đỡ buồn coi. Mát quá. Sao hắn cứ trơ trơ ra vậy? Dạ, con đâu có biết đâu mày hả? Chính người xuôi ta đốt nó. Sao đốt nó không có hề hấn gì vậy? Hay người muốn vô với nó? Dạ. Mong mày hả ta tội. Dạ tại á. Mày. Dạ thưa bệ hạ, nó ác tâm, nó hại con đó bệ hạ. Lần trước nó nói là muốn giết nó, phải đốt nó mới chết á. Tao làm gì mày? Mà mày hả mày tao mày? Cái người mà ác ôn gì mày á là bệ hạ, chứ phải tao đâu. Dạ, giờ mong bệ hạ tha tội. Con bị lừa rồi, bệ hạ ơi. Tha cho hắn đi bệ hạ ơi. Để hắn vô lấy rượu cho tôi uống, tôi khát nước quá. Dạ, hắn nói đúng đó bệ hạ. Lính. Dạ dạ. Chất thêm củi, đốt luôn thằng này. Dạ bệ hạ. Nếu mà bệ hạ nhất quyết không tha tội cho thần, thôi thì bệ hạ muốn giết thần thì bệ hạ cứ giết đi.
Nhưng mà trước khi chết, thần có đôi lời chia sẻ với bệ hạ. Có bộ như thằng này á, tướng nó trâu bò, đốt nó không chết đâu bệ hạ. Đốt hoài á, hao củi triều đình, rồi phải mướn nó gánh trở lại nữa. Kiểu này mà cứ lặp đi lặp lại hoài á, triều đình đói nó bệ hạ. Ê, mình tính kế khác đi bệ hạ. Đó, bệ hạ thấy thần có tinh thần tiết kiệm tài sản cho triều đình chưa? Dạ, có đôi lời tâm tình với bệ hạ đã hết. Chính biệt bệ hạ. Thôi được rồi, nếu ngươi nghĩ ra được cái gì tiêu diệt được hắn, ta sẽ tha chết cho ngươi lần này. Dạ. Dạ, bệ hạ vừa nói gì vậy? Bệ hạ, tha cho chết cho thần hả? Dạ, dạ đôi ơn bệ hạ. Dạ. Còn ngươi, 10 ngày sau quay lại. Lui quân. Dạ. Em cũng giống như anh Năm. Mí mí cho tình quan đó biết, chỉ có giao cắt em mới chết được. Vậy có nghĩa là lần này là tới anh rồi. Phải. Kỳ này em Tư phải đi thử sức mới được. Dạ. Nhưng mà nếu kỳ này Năm chém không ăn thua gì, ông vua nghĩ ra cách khác thì mình tính sao đây? Hơn nữa là 4 anh em mình vừa đi đối phó với vua hết rồi. Tới đâu tính tới đó. Sợ gì? Em ba nói phải đó. Bọn cận thần của vua ngu xuẩn, đối phó với lại anh em mình làm sao được. Không có gì phải sợ hết. Hey. Dạ, bẩm bệ hạ, tại lần trước con hơi vội vàng hấp tấp, còn lần này á chắc chắn rồi bệ hạ. Lần trước ngươi cũng nói chắc chắn. Dạ. Bây giờ ta hỏi ngươi nè, diêm không chết, đốt không cháy, bây giờ bảo đảm làm sao mà cứu đức? Dạ đức mà, kỳ này bảo đảm đức. Con phân tích vậy con bệ hạ thấy hợp lý không nghe? Da thịt con người chứ đâu phải là đá đâu mà chém không đứt, thấy không? Chặt không nổi nó còn đứt, nói chi nó. Mà cái cách này á, tự con nghĩ ra nữa kìa, chứ không ai dễ nhờ việc con hết nghe bệ hạ. Chém nó không đứt. Dạ. Lần này ta chém người đó. Dạ, bệ hạ yên tâm, lần này mà con chém nó không đứt nghe, bệ hạ cứ hạ bệ con. Không được, mình phải làm cái gì đó, chứ không lẽ ngồi ở đây chờ chết sao? À, đúng rồi, mình phải tìm ra nhà của nó, để tìm hiểu coi điểm yếu của nó là chỗ nào. Coi có đúng như lời nó nói với mình hay không. Công nhận cái đầu của mình thông minh thiệt. Kỳ này em Tư về cung hả? Tưởng tượng hắn chém không đứt nữa, vua tôi không biết là hắn còn hoảng sợ cỡ nào nữa đó. Em thì đang sợ hắn chém không chết mà còn nghĩ ra trò khác nữa. Không gì phải sợ hết đó. Cùng lắm là vua. Anh em, có chuyện gì nữa vậy anh ba? Có khách đến. Ủa, ủa? Nhưng mà là ai vậy? Ai vậy ta? Anh hai, bây giờ tạm thời bố anh em mình rút hết, chỉ chừa anh hai ở đây thôi. Có một ít tiết gà, anh hãy cầm lấy đi. Nhưng mà tiết gà để làm gì vậy? Mấy em đi đi. Dạ. Dạ. Nó có bị chém chảy máu hay không? Bây giờ sao ta? Ây da! Cái gì mà máu linh láng vậy? Nó bị đứt tay có máu rồi.
Như vậy là mình sắp rồi. Từ nay số gạo ngươi gánh củi đổi được sẽ thuộc về ta. Dạ muôn tâu hoàng thượng, không biết bữa nay cái thằng giết hoài không chết nó có đến không hoàng thượng? Cấp gì? Cấp đồ hả? Có. Thôi, ta biết rồi. Dạ muốn tao hoàng thượng, có thằng à đống củi đến diện kiến chứ gì? Dạ, đúng rồi chứ gì? Thôi mày gật đầu cái, mày đi giùm tao cái đi. Nghe nói chuyện, ép tim luôn đó bệ hạ. Lính của ngươi mà. Hoàng thượng tiễn với bộ. Hoàng thượng, cái thằng giết hoài không chết, địa tướng thấy ghét không? Muốn tao hoàng thượng, thật là mạnh đống củi. Hôm nay tới đây để diễn kiến hoàng thượng. Cái giọng mày bữa nay sao cứng đờ vậy mày? Lên đâu? Trói hắn lại cho ta. Dạ, khỏi trói. Dạ. Muốn mẫn gì thì mẫn đi. Dạ thưa bệ hạ. Dạy hắn đi. Dạ. Ủa dạy. Ta tự đi. Dạ bấm hoàng thượng, con tự đi. Ngươi đúng là phước lớn mạng lớn. Đã hai lần dìm ngươi đốt ngươi mà ngươi vẫn không chết. Để thử coi lần này ngươi có may mắn nữa hay không. Ngươi có tâm phục khẩu phục hay không? Lính, hành hình. Dạ. 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 Ngươi sao vậy? Tôi không biết. Để ta. Nè. Thôi, hai ngươi thật là vô dụng. Có bao nhiêu làm con xong. Người nào mà không có yếu nguyệt, người chờ đây. Để con ngươi có lộ ruột với tay không? Chà! Dạ thưa bệ hạ, dạ thằng này không phải người, hình như quỷ hay ma gì đầu thai nữa. Bây giờ phải làm sao bệ hạ? Tất cả chuyện này là do ngươi hiến kế. Dạ. Ngươi coi chừng cái mạng của ngươi đó. Hả? Hẹn hắn 10 ngày sau quay lại. Dạ. Lui. Dạ, dạ. Mong hoàng thượng bớt giận. Ê, kỳ này mày không chỉ tao cách nào để tao giết mày nữa hả? Mày tìm cái cách nào mà hiểm nhất á, để tao giết mày chết coi. Kỳ này tôi nói thiệt nha, không có trò nào giết nổi tôi đâu. Ngươi nói cái gì? Phải có cách khác giết mày được chứ. Tôi là quỷ mà, không có chết đâu. Hả? Quỷ thiệt hả? Ngươi là quỷ hả? Quỷ ơi, đừng ám em nghe. Hắn nói với Khanh hắn là quỷ à? Dạ, cái thằng đó nó miệng lưỡi lắm bệ hạ ơi, con không có tin đâu. Nhưng mà không biết nó ma quỷ hay là thần thánh, nhưng chắc chắn một điều, nó không phải là con người. Ta cũng thấy vậy. Hắn thật không tầm thường chút nào. Dạ. Người có phép thần thông như hắn, thiên hạ chỉ có một. Bây giờ mình tính sao bệ hạ? Hay là bệ hạ ra lệnh ký một pháp sư nào đó cao tay hắn, về trị tà, trị vong, trị ma quỷ, ám cho người nó được không bệ hạ? Cứ để 10 ngày nữa coi sao. Dạ. Mười ngày nữa coi sao. Cùng đi. Đúng vậy, cả năm anh em mình cùng đi về cùng. Nhưng nếu như vậy, vua biết mình có 5 người thì sao? Không sao, cứ để vua biết. Nhưng nếu vậy, vua đốt anh Khôn, dìm luôn anh Ba vậy, rồi chém anh Mạnh, tụi mình chết hết thì sao? Ta có cách. Đừng lo, tất cả đi thôi. Chuẩn bị về kinh. Dạ. 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 Bệ hạ,
mấy hôm nay long thể bệ hạ bất an, sao bệ hạ không tịnh dưỡng trong hậu cung mà bệ hạ ra đây chi vậy? Ta muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành thôi mà. Cấp báo. Dạ, bẩm hoàng thượng. Chuyện gì? Cái thằng Diễn Hoài không chết. Nó không phải một thằng mà là... Nó tới kìa bệ hạ ơi. Trời ơi, cái gì mà đông dữ vậy? Dạ. Năm anh em tôi là Mạnh, Giáng Mây, Bình Đồng Gia Sắc, Khô và Ước. Xin kính cẩn bái kiến hoàng thượng. Cầm miệng lệ. Tạ ơn hoàng thượng. Mạnh, Giáng Mây, Bình Đồng Gia Sắc, Khô, Ước. Thì ra là vậy. Tức là khi ta đốt thì các ngươi cử tên Ước đi, còn khi ta muốn dìm thì các ngươi cử tên Khô đi. Phải, Bình Đồng tôi đi chịu chém. Sở dĩ anh em tôi lúc nào cũng biết được ý định của bệ hạ là bởi vì anh ba tôi có đôi tai thiên lý nhĩ, nghe được vạn dặm, biết được mọi chuyện trên đời. Bây giờ bệ hạ muốn gì cứ việc nói. Các ngươi quá là những bậc kỳ tài. Bởi vì năm anh em tôi vốn do thái tử con Ngọc Hoàng trên trời đầu thai xuống. Thì ra là vậy à. Ta đúng là kẻ có mắt không trồng mà, đã làm những chuyện độc ác phạm tới con trời. Không biết, không có tội. Sở dĩ chúng thần kéo tới đây, bởi vì nghe bệ hạ nói với hoàng hậu lần này không có ý giết hại anh Mạnh thêm lần nào nữa. Bây giờ bệ hạ muốn gì cứ việc nói. Em nghe như vậy sao? Sao không nói trước? Không sai. Bây giờ ta biết rồi, ta thấy mình càng có tội. Nhưng nếu triều đình có được những người kế vị như các ngươi, ta rất là mừng. Nay ta đã tuổi già sức yếu, đã tới lúc nhường lại ngai vàng. Ta tính như vậy. Nay ta tìm được người tài đức, đúng là duyên trời định. Xin người cai quản đất nước cho ta. Ta sẽ gả con gái cho ngươi, để ngươi làm phò mã, và sẽ nhường ngôi lại cho con. Con đừng từ chối nghe. Còn bốn anh em còn lại thì con tùy khả năng mà sắp đặt vị trí giúp con trị vì thiên hạ. Ta sẽ lên núi ăn năn tạ lỗi với trời, tu tâm tích đức. Tạ ơn hoàng thượng. Sau khi được vua gả công chúa và truyền ngôi, Giáng Mây cùng bốn anh em trị vì Dương quốc. Bằng tài nghệ và đức độ của mình mang lại no ấm cho muôn dân, mở mang và giữ vững bờ cõi. Tôi với Hường qua lại cũng lâu rồi. Ông bà ta thường nói cưới vợ thì phải cưới liền tay. Nên nếu Hường ưng thì tôi lựa ngày lành tháng tốt qua thư chuyện với cha mẹ. Dạ em cũng chưa biết nữa, để em suy nghĩ đi nha. Biết là Hường phải suy nghĩ rồi, nhưng mà tôi cũng phải biết là Hường có tình cảm với tôi hay là không á. Anh nói gì kỳ vậy? Nếu như mà không có thì làm sao em để cho anh tới lui bao lâu nay? Không ấy á, bây giờ anh đi về trước đi, có gì em trả lời anh sao ha. Hường nói vậy thì tôi yên lòng rồi. Hường cứ suy nghĩ đi, vài bữa tôi quay lại. Dạ. Anh hả? Anh về hướng này đi, gần hơn đó. Hướng này hả? Dạ. Nhà Hường nhiều hướng quá. Hường. Hường, vụ hôm bữa Hường hứa với tôi á, Hường tính sao rồi? Hay là mình làm đám hỏi luôn đi? Dạ, bây giờ em cũng chưa biết nữa. Không ấy, bây giờ anh đi về trước nha. Có gì để mấy bữa sau em trả lời anh nha. Bữa sau nữa hả? Vậy thôi. Hường đã nói vậy thì tôi chờ vậy. Thôi, tôi về nghe Hường. Dạ. Và bữa sau á, Hường nhớ trả lời tôi đó. Dạ, anh an tâm.
bản. Ông đi đâu đây? Tôi đi đợi con trả lời nè, tôi kể ông đó. Ủa vậy hả? Ông đi đâu vậy? Tôi cũng đi tìm con trả lời nè. Ủa tôi kể anh đó. Ủa hả? Mà sao anh vô nhà này? Thì nhà nàng tôi ở đây nè. Ủa vậy hả? Trùng hợp vậy. Nhà nàng tôi cũng ở đây nè. Ở đây luôn hả? Ê, có khi nào á hai anh em mình cưới hai chị em luôn không? Nhiều khi là chị em sinh đôi luôn á. Lúc đó hai anh em mình làm cục chèo á, nhậu đã luôn. Tha hồ ăn nhậu. Ủa kìa. Nàng. Ủa Hương, sao Hương không kể với tôi á là Hương có chị em sinh đôi gì hết vậy? Ủa tôi có biết đâu, sao Hương không kể cho tôi nghe? Tôi biết rồi. Hình như là bởi vì hai đứa tôi nên Hương không trả lời được phải không Hương? Cô tới nước này rồi á thì em cũng nói thiệt, em quen hai anh cùng một lúc, ai cũng tốt với em hết á, nên là em không biết phải làm sao. Hèn chi, thiệt ra hai đứa tôi có vô tình gặp nhau rồi, còn ngồi nhậu chung nữa. Tụi tôi tâm sự nhiều lắm, thằng nào á cũng thương Hương thiệt lòng, thương Hương nhiều hết trơn á. Nhưng mà tôi nè, là tôi thương nhiều hơn. Ông im đi, tôi mới là người thương Hương nhiều nè, tại tôi không nói. Bởi vậy khó lòng quá, em không lấy được hết hai người, mà cũng không muốn làm cho hai anh phải đau lòng. Thôi thì hai anh cứ coi như là chưa từng quen biết em đi. Em hối hận khi để hai anh đối mặt với nhau lắm đó. Bây giờ tôi quyết định gì được không? Hương là con gái, đừng có bắt Hương phải nhức đầu. Nếu Hương nói có tình cảm với hai đứa tôi thì bây giờ để đàn ông giải quyết với nhau nha. Giải quyết hả? Anh tính giải quyết sao? Thì làm sao cho công tâm để lựa ra người xứng nhất với Hương. Dạ, nếu được vậy thì em cũng đỡ ai nấy, bởi vì em không muốn làm cho hai anh buồn. Bữa nào rảnh ghé nha. Bữa nào rảnh ghé. Biết rồi. Trả lời đúng rồi. Chủ quán, cho bình rượu với dĩa mồi, tôi với anh bạn này có chuyện cần bàn. Dạ rồi, có liền. Dạ, rượu quý khách đây. Chờ chút nha, tôi vô tôi làm mồi. Thôi ông nói trước luôn đi. Rồi sao? Sao là sao? Phân xử chứ sao? Nè, chỗ anh em quen biết, giờ hầm bộ á chắc anh lớn hơn tôi. Thôi vậy đi, người lớn á nhường cho người nhỏ. Anh nhường tôi lần này đi, tôi muốn cưới Hương thiệt đó. Ngu à, cứ giờ một lần chứ làm như mấy lần ấy nhường. Nhường là ông phải nhường cho tôi. Tại sao? Tại vì ông bự con hơn tôi. Người bự con phải nhường cho người nhỏ con chứ. Có chuyện đó luôn hả? Có sao không? Anh bạn vậy. Nói thiệt nha, mặc dù mới gặp mà tôi cũng khoái anh lắm. Có cái gì á nhường được là tôi nhường anh cái một. Nhưng mà cái gì tôi cũng nhường anh được hết á. Có cái này tôi không nhường anh được. Đây, có mồi đây, mồi của quý khách đây. Rồi, anh cứ để đi. Vậy giờ sao? Dễ mà, anh tự dàn xếp đi. Anh tới nhà Hường, anh nói là không bao giờ gặp Hường, vậy là được rồi. Tôi tự dàn xếp. Rồi đổ lỗ luôn vậy đó hả? Cơ bộ vụ này là khó ai nhường ai rồi. Nè, bây giờ mình phải phân định thắng thua mới ổn được. Tôi với ông thi tài đi, rốt cuộc ai phải công nhận người kia giỏi hơn thì tự rút lui. Được, thi thì thi. Nhưng mà thi cái gì đây? Uống với tôi cái đi. Uống. Tôi giỏi nhất là lừa đảo. Lừa đảo hả? Rồi nhỏ thôi, tại tôi không muốn lừa ai thôi. Nếu tôi mà lừa, không ai có thể thoát được. Vậy hả? Anh phải thử tôi coi tôi mới tin. Tôi chọc chú bán chút nha, để khỏi trả tiền chỗ này. Làm sao khỏi trả tiền? Cái gì? Chuyện này dễ mà, ăn xong rồi chạy làng cái gì. Ai làm cái cách đó? Không tin đúng không? Nấp đi trong kia đi, coi tôi làm.
Được, đi tôi coi anh làm gì. Ê, đi đâu vậy? Tính tiền đi chứ. Chuyện gì? Thì tiền ăn nãy giờ nè. Cái đứa gần kia nó rủ tôi nhậu mà. Tôi bị sưng răng có uống được cái gì đâu. Đúng là đồng đó nó trả tiền cho tôi chứ. Ông thấy không? Chính nói là người kia đồ ăn rau mà. Đừng có lừa đảo tôi nghe. Ừ, bây giờ đằng kia ở đâu rồi? Trời ơi, thôi đi đi cha. Coi như tôi xui. Tôi đi thiệt á. Đi đi, mệt quá. Ông thấy không? Khi mà lúc mà tôi đi á, là ông bị lỗ chỗ này rồi đúng không? Sao lỗ? Thấy chưa? Vô đi. Ủa vậy là sao? À, không gì đâu chủ. Anh bạn tôi anh giỡn mà. Không có gì đâu, chờ đợi chút nữa tôi trả. Trời ơi, mấy ông làm kỳ quá nghe. Không giỡn gì nha. Kỳ quá. Giỡn thôi chủ quán ơi. Công nhận á, anh hay thiệt chứ. Nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để tôi phục anh đâu. Chủ quán ơi, cho bầu rượu với dĩa thịt gà nha. Tôi chưa nói anh chuyện quan trọng này phải không? Nói gì? Tôi là ăn trộm, một tay trộm số 1 ở Kinh Thành. Anh là ăn trộm hả? Không tin hả? Thấy cái tay lái buôn ngồi ở bàn kế bên không? Ăn trộm mình nhìn lũ liếu. Xin lỗi xin lỗi. Thấy có túi tiền bên hông không? Thấy. Không biết bao nhiêu mà tôi thấy nhiều á. Tôi sẽ lấy túi tiền đó và làm cho mọi người phải công nhận số tiền đó là của mình. Được hả? Chóng mắt là mặt coi. Ông chủ. Hả? Ông đang bận lắm đúng không? Hả? Để tôi bưng phụ ông dĩ gà ra cho. Ê, giúp giùm tôi nha. Cảm ơn nha. Ông có việc làm đi. Dạ. Cảm ơn. Xin mời ông. Cậu làm gì bất cẩn vậy? Dạ xin lỗi ông. Để tôi thay bình rượu khác cho ông. Thôi khỏi. Còn nhiêu uống nhiêu đi. Dạ. Sao mà xui dữ vậy nè? Ướt hết quần áo rồi. Hết thân thú luôn. Anh hay thiệt á. Nè, anh điên rồi hả? Giấu đi đi. Chủ quán, tính tiền nè. Ủa, tiền của tôi đâu rồi? Tiền của tôi đâu rồi? Cái số tiền này là của tôi. Cậu, cậu là thằng ăn cắp. Trả đây. Ơ người ta, ăn cắp, ăn cắp. Ông buông ra coi. Tiền này là của tôi. Ông định cướp của tôi hả? Bỏ người ta của ông cướp. Bỏ người ta của ông cướp. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi để bên đây nè. Cậu tại dám ăn cắp của tôi đó. Cái gì? Ông nói tiền này là của ông. Đúng. Tại sao ông dám chắc như vậy? Ông muốn ăn cướp hả? Giải ông lên quan bây giờ. Nó là thằng ăn cắp. Tiền này là của tôi. Hồi nãy tôi dắt bên đây nè. Bây giờ tôi thấy nằm ở đây. Tiền này là của tôi. Ông dám chắc không? Nếu tôi chứng minh tiền này của tôi thì sao? Lỡ ông thấy cái túi tiền này giống cái túi tiền của ông nên á, ông mới nói là tôi ăn cắp á. Nếu như tôi ăn cắp á, tôi ngu dại gì? Ngu gì phải để trên bàn này mà không trốn đi? Đúng rồi. Nhưng mà tôi dám chạy với ông. Túi tiền này là của tôi. Chủ quán, ông bán quán bao nhiêu năm rồi, ông còn lạ gì những cái thứ mà giả bộ giàu sang lủng lỉnh rồi vô đây lừa đọc bà con hả? Cái đó lâu lâu cũng có đó. Chủ quán, ông thấy hai tụi tôi không? Vô quán có chút đỉnh rồi đi về. Ông có thấy tụi tôi giống như phường trộm cắp không? Cái này đâu biết. Ông không biết thì làm sao ông biết túi tiền này là của ông? Nói tóm lại, tiền này là của tôi. Cậu bày trò ăn cắp tiền của tôi. Của tao. Trả đi. Của tôi. Của tao. Của tao. Tiền này là của tôi mà. Của tao chứ không phải của mày. Của tôi. Của tôi. Của tôi. Của
chuyện của tao. Của tôi. Thôi, của tôi. Cái gì? Ý không phải, ý tôi nói là cái số tiền này nè, ông nói là của ông. Còn anh, tiền này anh nói là của anh. Ở lại bây giờ đưa số tiền này lên cho quan phân xử là xong. Lên quan thì lên quan, quyết định vậy đi. Tang chứng vật chứng đã có sẵn. Dạ. Tao lấy buôn kia. Dạ. Nếu người nói đây là túi tiền của ngươi thì hãy chứng minh trước công đường đi. Dạ bẩm quan, cái túi tiền này là của con đó quan. Con cái tên chủ quán nhìn thấy đó quan. Tên chủ quán? Dạ. Ngươi có thấy đúng là như vậy không? Dạ bẩm quan, ông này nè, con thấy rõ ràng số tiền của ông này nè giống y chang của ông kia vậy. Ngươi nói cái gì vậy? Đó là túi tiền của ta là đúng rồi, còn y chang gì nữa? Thì đó, thì tôi thấy rõ ràng luôn. Ông này nè quan, ông nói là cái túi tiền của ông này y chang như ông kia, mà ông kia cũng khẳng định cái túi tiền của ông y chang như của ông này. Mà quan nghĩ đi, có ai đi ăn cắp mà để túi tiền trên bàn bao giờ đâu? Thì bởi vậy đó là tên ăn cướp. Em làm gì quan? Người có biết đây là đâu không? Dạ biết. Người nói nãy giờ người ta không có nói câu nào, chỉ có mình ngươi là la hét om sòm. Anh kia, anh nói đi. Dạ bẩm quan anh Minh, xin phép hỏi quan, hồi đó giờ quan có thấy ai ăn cướp mà đưa lên quan rồi còn đứng nguyên đơn để mà chứng minh cái tài sản ăn cướp đó là của mình chưa quan? Thì cho bởi vậy mày là cái tên liều lĩnh lì lợm gan trời mới dám làm như vậy mà. Bình tĩnh, bình tĩnh đi, mọi chuyện đã có quan suy xét ở đây rồi. Dạ thưa quan, tiền của con biết mà quan, trong đó 100 lượng. Quan ơi, con chắc chắn túi tiền đó là của con đó, trong đó có 99 lượng đó quan. Được, để ta chứng minh trước công đường. Ta đã đếm rất là kỹ, tất cả số vàng trong đây là có 99 lượng. Quan, trong đó 100 lượng mà quan. Vậy là nó ăn cắp của tôi hết 1 lượng rồi đó quan. À quan à, ở trong đó còn có cái giấy thông hành của con đó quan. Dạ quan, coi lại giùm con đi quan. Quan làm ơn coi lại giùm con đi quan. Dạ. Yên lặng. Dạ. Để ta xem. Đây đúng là giấy thông hành, có tên là Lê Đô. Hả? Cái gì Lê Đô? Tên của con mà quan. Quan có đồng lộ không vậy quan? Quan xử vậy là sai rồi đó quan. Quan ức lắm sao? Người đúng là một tên vừa ăn cướp vừa la làng. Mau xin lỗi người ta đi. Dạ quan ơi, không có lỗi gì đâu mà quan kêu con xin lỗi quan. Quan ơi, quan xử như vậy là quan sai rồi. Quan ức lắm sao? Đến đâu? Dạ. Lôi hắn xuống đánh, đến khi nào mà hắn nhận tội và xin lỗi thì thôi. Quan. Dạ. Quan ơi, quan xử vậy là quan giật con quá quan ơi. Quan ơi, quan xử vậy là chết con rồi. Ôi da. Quan ơi. Quan. Chết con rồi quan ơi, quan ơi, chết con rồi quan ơi. Quan ơi. Thì anh biết lỗi rồi đó, xin quan tha cho ảnh đi quan ơi. À, được rồi, dừng tay. Tên kia, con biết tội của mình chưa? Dạ biết quan ơi, con biết tội rồi quan. Biết ơi thì mau xin lỗi người ta. Tao xin lỗi mày. Dạ em xin lỗi anh. Còn anh kia. Dạ quan. Túi tiền của anh thì cứ lấy về. Dạ con cảm ơn quan trên à. Đó, thấy tôi hề chưa? Thật ra trong nghề ai cũng biết tôi, bông tôi là sư phụ trong nghề trộm đảo. Phục tôi chưa? Tâm phục khẩu phục đó chứ. Thiệt là anh làm tôi bất ngờ đó. Anh cũng gan thiệt, nhưng mà sao giấy tờ của anh lại nằm ở trống được? Trước khi quăng túi tiền lên bàn, tôi đã nhanh tay trao đổi giấy thông hành của tôi và... Anh cũng ghê đó. Nhưng mà anh cũng chưa thấy tôi trổ tài mà. Gì? Anh mà cũng có tài nữa hả? Có chứ. Hay là bây giờ anh ghé qua chỗ tôi đi. Ghé anh hả? Ừ? À, anh nói anh làm quản gia. Ghé anh tức là ghé nhà chủ anh hả? Ừ, có bắt tiền lắm không? Nói thiệt với anh, ông chủ tôi thật ra cũng khó tính lắm.
nhưng mà tôi là người uy tín nên ổng cũng ngán tôi lắm. Anh cứ ghé tôi sẽ biểu ổng tiếp đãi anh đàng hoàng tử tế. Có mới nói nha. Anh yên tâm đi. Đi. Sắp tới giờ. Tới chưa ông? Tới rồi nè. Tôi nói là tôi về liền, vậy mà tôi đi cả ngày nay. Thế nào về á, ông thấy tôi cũng kiếm cớ la ó cho mà coi. Ông chủ nào cũng vậy mà. Nhưng mà ông nóng tánh lắm. Nóng tánh thì có gì xin lỗi ổng. Không được, tôi phải dạy dỗ ổng vài chiêu để ổng bớt cái tánh nóng lại, đặng mà tiếp đãi anh cho đàng hoàng chứ. Hả? Cái gì? Dạy dỗ ông chủ? Ừ. Dạy sao? Thì để tôi biểu ổng leo lên leo xuống mái nhà hai ba quận cho ông bớt nóng tính. Leo lên leo xuống, tuột lên tuột xuống hai ba quận luôn hả? Ừ. Trời ơi, ông kêu ổng làm vậy mà ổng cũng chịu nữa hả? Tôi bắt ổng làm hoài chứ gì. Nè, mỗi lần làm xong á, ổng còn phải nói cảm ơn tôi nữa kìa. Ông ngán tôi lắm, dễ gì mà ổng tìm ra được quản gia giỏi như tôi. Ông có quy với ổng lắm luôn hả? Ừ. Không những vậy, tôi sẽ nói với ổng cho tôi nghỉ một ngày để tôi tiếp đãi anh cho đàng hoàng. Ông có quy với ông chủ thiệt luôn hả? Anh không tin đúng không? Rồi, cứ từ từ anh sẽ thấy. Anh đứng đây đợi tôi chút đi, để tôi vô tôi căn dặn ổng, xong tôi ra đón anh liền. Vậy nha. Nhà này nó dốc. Ông ơi, làm cái gì mà kêu giật ngược vậy bay? Hả? Trời đất ơi, thằng quỷ, mày đi đâu cả ngày? Hả? Mày muốn bị đuổi việc không? Hả? Chuyện gì? Nhà có ăn trộm. Đâu? Ăn trộm đâu? Đâu? Để con dẫn ông ra coi. Đâu? Ăn trộm đâu? Nè. Đâu? Ông coi đi. Trời ơi, sao giấu tay chút chân nhiều quá vậy? Rồi ông trộm đâu? Ông, con nghĩ á, trộm nó theo đường này nè, nó leo lên mái nhà, xong nó dở cái mái ra để nó chui vô căn phòng nó lấy đồ đó. Mày tới số mày với tao rồi. Đi, tao lấy không được. Mày thôi bây giờ vậy nè, tao thấy vậy là không ổn rồi. Dạ. Bây giờ mày nghĩ làm việc nguyên bữa nay luôn. Mày lên cho nó mày coi coi, thằng ăn trộm nó lấy cái gì của tao, kệ đi. Dạ, thì con leo là được rồi đó. Nhưng mà con leo lên, con cũng đâu biết nó trộm mái phòng nào đâu. Rồi bây giờ tính sao? Hẹn giờ ông leo đi, nhà ông rành hơn mà. Tao leo mới nãy không được nè, mày không thấy hả? Vậy cô lấy cho ông cái thang nha. Lẹ lẹ. Ông ơi, ông. Cái gì? Ông có thấy gì không ông? Thấy gì không? Không thấy gì hết trơn á. Ông thấy, xuống đi. Xuống. Xuống. Xuống hả? Xuống đi, xuống đi. Mà sao rảnh như vậy trời? Tụt xuống nữa kìa. Trời. Hai ba quận đúng luôn. Tao đâu có thấy gì đâu. Tao nhìn nguyên mái ngói không thấy bị gỡ. Con biết rồi. Sao? Hay là thằng trộm á, nó biết con về nên nó bỏ chạy rồi. Vậy thì hay quá. Cũng may là mày về kịp. Dạ. Mày muốn cố gắng mày về nhanh nhanh giùm tao nghe. Dạ. Có đi đâu á thì đừng có về trễ nghe. Dạ, con biết rồi. Thôi giờ như vậy nè. Từ đây tới chiều á. Dạ. Con làm những cái việc nhỏ nhỏ cho ông thôi ha. Dạ, việc nhỏ thôi không? Chỉ cho heo ăn thôi nè. Dạ. Gạn nè, dệt tăng nè. Ha, rồi xong cái con quế gọn gà cái sân nhà ông thôi ha, xong mấy chuyện đó với còn công chuyện nhỏ này thôi. Dạ. Người ăn trộm. Dạ. Con rào cái hàng rào này lại cho ông nghe. Hàng rào nhà ông đâu có dạng nhiêu đâu, khoảng chừng 10 trượng à ha. Dạ, việc nhỏ thôi không? Dạ con biết rồi, con làm liền. Cố gắng làm cho ông nghe. Dạ, ông vô nghỉ đi ông. Ừ, ông vô nghe. Dạ.
trời. Trời đó, anh vô được rồi đó. Ông nói bữa nay tôi khỏi làm gì hết, ở không tiếp đãi anh thôi. Ông chủ của ông á, ngó mặt vậy mà coi hiền ha. Thì tôi đã nói với anh rồi mà. Mà mình ngồi chơi không có buồn. Tôi tính vậy nè, mình vừa ngồi chơi vừa nói chuyện, vừa trẻ lạc để làm hàng rào, để cho ông thấy mình có việc làm á, để cho ông vui ha. Ừ, đúng rồi, để tôi phụ anh cho. Nhưng mà tôi dặn nè, ông mà có hỏi á thì anh nói anh là lính đệ bên phủ qua chơi nha. Bạn tôi á, tất nhiên là tôi đối xử tốt rồi, nhưng mà mình cứ nói về cho quách. Tại vì á, nếu nhà có mất trộm thì ông cũng đỡ nghi anh trình báo lôi thôi. Với lại á, cũng tại cái nghề của anh là ăn trộm nên phải ngừa trước. Tôi biết rồi. Nè, cho tôi hỏi nha. Sao anh? Cái vụ mà thôi, không hỏi đâu. Đi vô anh, đi vô chơi. Dạ thưa ông, có bạn con là anh Tư Đô qua chơi. Dạ chào ông. Ông, ảnh á là lính lệ bên phủ đó ông. Cái gì? Lính lệ à? Dạ. Anh có bạn á làm lính bên phủ mình, hễ nhà mình mà có trộm đạo gì, giờ anh Tiến nói với quan trên cũng đỡ lắm ông. Cho nó coi, nãy giờ cho mày em nói xót hả? Khách đến thì phải đãi cho đàng hoàng chứ. Dạ, dạ mời bạn lính lệ vô ngồi ạ. Ngồi đi anh, ngồi đi. Dạ, được rồi. Dạ, con tới chơi ông cho vô là tốt quá rồi. Lật. Dạ. Kêu tụi nó bắt gà vịt mừng một mâm cơm hoành tráng đãi khách kia chưa? Dạ. Dạ, 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 mời dạ. Bạn lính lệ vô ngồi. Dạ. Anh cứ ngồi chơi đi. Khách tới nhà thì phải đãi cho đàng hoàng. Dạ, để con ra giường kêu tụi nó mừng gà liền. Ừ, dạ. Dạ. Xin cảm ơn ông. Dạ, 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 dạ. Để tôi rót. Đó, ăn uống no say rồi đó. Anh thấy sao? Anh có thấy ai đi làm á mà được chú trọng vọng như tôi chưa? Nói chung á là tại ông nể ông đó. Nhưng mà nếu nói về kỳ tích á, tôi chưa thua đâu. Nói chung á, tôi với ổng cũng ngang vai phải lứa, ăn cùng mâm là anh cũng thấy rồi phải không? Không những vậy còn ngủ chung giường nữa. Ôi trời ơi. Ông mới nói cái gì vậy? Ngủ chung giường? Tôi nói anh nghe, tôi còn dám đánh ổng, ổng không có dám làm gì tôi hết á. Tôi nói gì ông cũng về phe tôi nữa anh tin không? Đánh chủ? Mà chủ không dám làm gì luôn hả? Cái này giỡn đúng không? Giỡn hơi bị quá rồi đó. Tôi nói thiệt, không những đánh á, mà lúc ông đang ngủ tôi còn dựng đầu dậy nữa kìa. Nếu anh không tin, tôi sẽ cho anh thấy. Hả? Ông. Gì mày? Dạ con thấy ông buồn ngủ rồi, hay là ông qua bên kia nghỉ một chút đi ông. Kêu con sen lên quạt cho tao coi, nóng nực quá. Dạ đi con kêu liền. À ông ơi, con cũng đang buồn ngủ à, hay là ông cho con ngã lưng ké một chút nha ông. Chỗ con á, bạn con nằm mất tiêu rồi. Mày. Ông, bạn con nói á, chưa bao giờ thấy một ông chủ nào mà dễ thương, tốt bụng như người ở như ông vậy đó. Nó nói thiệt hả? Dạ thiệt. Dạ xin lỗi ông, hồi nãy á con nằm mơ thấy điều xui cho nên lỡ tay quýnh trúng ông. Thấy gì xui? Dạ mà thôi, chuyện xui đó của con kể cho ông nghe, mất công lây xui cho ông đó.
Ông vậy... cho con hỏi nhỏ này nha. Giả sử có một người đệ tớ và một tên ăn trộm, hai người đó cùng yêu một cô gái, nên hai người đó quyết định là sẽ thi tài. Và tên ăn trộm đổ tài, ăn trộm được một cái bao tiền của người lái buôn trước mặt tất cả mọi người luôn, nhưng mà không bị phát hiện. Còn người đệ tớ á thì lừa được ông chủ té tu luôn mà không bị đánh. Vậy theo ông thì ai thắng? Thằng đệ tớ với thằng ăn trộm thi nhau hả? Dạ. Ông suy nghĩ kỹ giùm con đi. Có phải người đệ tớ thắng không? Nếu đúng á thì ông la lớn cho con nghe chứ. Sao này tớ thắng được chủ? Con biết, con dĩ nhiên là không bao giờ thắng được ông rồi. Nhưng con thí dụ, có một ông chủ khác cũng thông minh, tài giỏi giống như ông vậy. Rồi có một thằng đệ tớ khác dụ được ông chủ của nó. Vậy là thằng đệ tớ đó quá giỏi đúng không? Vậy có phải thằng đệ tớ đó nó thắng thằng ăn trộm đúng không? Ông nói đi, ai thắng? Chuyện này thì Ông nói đi, ai thắng? Thì đệ tớ thắng. Ông nói gì ạ? Đệ tớ thắng. Ông nói lớn lên chứ con không nghe. Thì thằng đệ tớ thắng, nghe rõ chưa? Dạ con nghe rồi. Ai nghe? Dạ con nghe. Vậy ta tưởng mày điếc chứ. Không thể nào như vậy được. Trên đời này làm cái gì có chuyện hy hữu như vậy? Chủ tớ gì mà không có lớp lang gì hết trơn. Sao? Anh nghe hết, thấy hết rồi chứ gì? Anh chịu thua chưa? Chưa đâu. Giờ tôi hỏi ông này, nếu ông nói ông với chủ ông thân với nhau như vậy, vậy có bao giờ ông chỉ bỏ củi ra cho ông chưa? Ông chưa hiểu hả? Chẳng hạn như cái gì mà quý quý á, vàng bạc. Anh muốn thấy ông chủ chia vàng bạc cho tôi. Được không? Được thôi, anh chịu ở chơi vài ngày đi rồi thấy. Cái gì kỳ vậy ông? Ông nói là ông đưa vàng cho ông mà tôi chờ hoài cũng không thấy luôn. Cứ đào đào lắp lắp hoài chi vậy? Cứ từ từ đi, tôi chôn vàng cho ông xong ông sẽ chia lại cho tôi một ít. Ông làm cho tôi không hiểu luôn. Khó hiểu quá. Anh Đô. Dạ. Sao? Chào ông. Hôm rồi ở đây chơi thấy có vui vẻ không? Dạ bỗng ông. Dạ ở đây con chơi vui lắm ông. Dạ con nói thật nha, con chưa từng thấy ông chủ nào mà tốt giống như ông vậy đó. Dạ chắc nay mai này con đi. Rồi con sẽ ăn với ông một bữa cơm. Rồi con từ giả ông, không dám làm phiền ông nữa. Thôi phiền phức gì, tôi cũng có lực á, là tiếp đãi bạn cho nồng hậu. Tôi kêu nghỉ việc đi, tiếp bạn đi, mà nó không chịu, nó cứ làm hoài, nó ham việc lắm. Dạ, ảnh có nói với con, tại vì ông quá tốt nên ảnh phải lo làm như vậy đó. Với là cái chuyện mà giấu của là chuyện quan trọng mà. Hả? Nói giấu của gì? Dạ, con lỡ lời thôi. Với là cái chuyện này, con nhiều chuyện quá cũng không tốt. Dạ, thôi con xin phép ông, con chạy đi vòng vòng xíu. Chờ ông, con chạy vòng vòng chút. Dạ. Nó giấu của gì trong sân vườn nhà mình ta? Lực, em đem nước cho anh uống nè. Anh uống đi, cuốc nãy giờ chắc cũng mệt rồi ha. Cảm ơn cô nha. Thôi cô cứ để đâu đó đi, chút nữa tôi uống.
Nhưng mà cô ra đây để thăm dò nữa phải không? Tôi có thăm dò gì đâu. Với lại tôi cũng biết hết rồi mà. Biết hết rồi hả? Ờ. Cô biết gì ạ? Thì anh đào bới nè. Thì giấu của chứ gì. Trời ơi, mà sao giấu của lại giấu trong vườn nhà ông? Nó chỉ là tin đồn thôi. Mà tin đồn đó là do tôi tung ra đó. Tin đồn? Ừ. Vậy chứ anh đào bới làm chi? Nói tôi nghe đi, tôi không nói ai đâu. Đây đây, nói nghe nè. Hôm bữa lúc tôi ngủ trưa tôi nằm chung với ông đó. Ừ. Tôi mơ thấy điềm lành. Hả? Có một ông thần hiện ra, chỉ cho tôi biết là có vàng chôn ở ngoài vườn. Ồ. Nhưng mà cô đừng, đừng có nói cho ông chủ nghe. Tại vì thần nói cho tôi nên tôi không nói cho ông chủ nghe được. Giờ tôi nói với cô, nhưng mà cô phải hứa với tôi, đừng nói cho ai biết nữa nha. Tôi biết rồi, tôi thề mà. Có đúng như vậy không? Dạ, thiệt thưa ông. Tao nhớ rồi. Hèn chi nó đang ngủ xong nó bật dậy. Nó nói với tao là nó mơ một giấc mơ có điềm xui. Thằng này không được rồi. Nó đối xử với tao tệ bạc quá. Rồi bây giờ ông tính sao ông? Để coi. Tướng Thần Giang. Tướng Thần Giang. Tướng Thần Giang. Tôi có. Cái này không có ông mà ông. Dạ ông ơi. Ở đâu mày có? Dạ cái này á là thần thánh cho con, chứ không phải con muốn đâu ông ơi. Mày nói chuyện nghe mắc cười quá. Cái tượng vàng này á trong khu đất nhà tao, tại sao thánh không báo tao mà thánh đi báo mày? Dạ chắc tại là thánh thương con mà con không dám nói với ông, sợ ông buồn. Thanh dặn kỹ rồi, cái tượng vàng này á là cho con thôi. Nếu mà đưa ông á là ông sẽ bị quở chết đó. Thôi bây giờ ông hiểu rồi. Bây giờ ông tính vậy nghe. Con á thì nghèo. Dạ. Trước sau gì á con cũng phải đổi cái tượng này nè để lấy tiền làm vốn, đúng không? À, dạ đúng. Vậy thôi bây giờ con đổi cho ông nha. Ông đổi lại tiền cho con. Dạ. Ông thiệt là hiểu ý con mà. Ừ. Tượng vàng này á là trong vườn của ông, đổi cho ông là đúng nhất rồi. Ừ. Vậy ông cho con đổi một túi vàng nha. Một túi vàng? Dạ. Chuyện nhỏ. Dạ con cảm ơn ông. Nè, có được số vàng này rồi á, xài cho nó cẩn thận nghe không? Con để đó, khi nào con bệnh á hãy đem ra bán mà lấy tiền trị bệnh nghe. Dạ con cảm ơn ông đã cho con vàng. Ừ. Xin phép ông cô đi. Đi mạnh giỏi nghe con. Dạ. Công nhận cái thằng đó thông minh địa. Mình đổi nó mấy nén vàng lẻ, nó đưa mình nguyên một cái tượng vàng luôn. Chắc chuyến này mình được giàu thêm chút đỉnh nữa rồi. Ông ơi, ông ơi. Chuyện gì mà hốt hoảng dữ vậy mày? Ông biết chuyện gì chưa ông? Chuyện gì? Trời ơi, ở ngoài đình á bị mất cái pho tượng. Sao? Con nghe nói là nó linh lắm đó ông. Mà sao con nghi nghi? Mày nghi cái gì? Ông nhìn đi. Cái pho tượng gì á mà nó vàng kè. Nó nhẹ hiều nè, ông thấy không? Đâu, ông đâu? Kiểm tra thử đi. Ừ, bây giờ mày nói tao mới để ý. Sao nó nhẹ hiều à? Trời ơi, nó chốc ra màu vàng. Nó ra đất nung không à? Cái gì kỳ vậy? Thằng này nó chơi khăm tao rồi. Theo con thấy á ông, mình á, mình đem ra ngoài đình mình trả đi ông, chứ để trong nhà xui lắm ông ơi. Cái thằng này tôi muốn tới số nó rồi. Ông, vậy con đi kiếm anh Lực về cho ông nha ông. Cái gì? Mày dám quay mặt về đây hả? Còn mày nữa, nói chuyện nhỏ nhỏ thôi, mày muốn cho tao mang nhục cả cái làng cái xóm này hả? Con biết rồi ông. Còn bức tượng này, để tối nay á tao đi một mình, tao rình rình, tao ra ngoài đình, tao để cái tượng này lại ở ngoài đình. Dạ. Tại ông á, ông làm tôi bớt giàu thêm chút rồi nè. Con thấy ông vẫn vậy mà ông. Hả?
Giờ mọi chuyện đã ngã ngủ rồi chứ? Không. Dễ gì? Không là sao? Tức là tôi với ông, thằng nào cũng giỏi hết á. Là sao? Vậy tức là bây giờ không ai chịu ai đúng không? Thì phải tìm người phân xử chứ sao? Được, kiếm thì kiếm. Nhưng mà kiếm ai ta? À, có đâu. Có ông cụ đồ ở cuối xóm, vừa văn hay chữ tốt, để vừa có nhân cách nữa. Hay là mình tới đó nhờ ông phân xử? Quyết định vậy đi. Đi. Đó, chuyện là như vậy đó thưa cụ. Bây giờ cũng không có biết được là ai thắng ai, nên mới qua đây nhờ cụ phân xử giùm. Hai anh không ai chịu ai, dựa vào phân xử của tôi, hai anh có chịu nghe không? Dạ có chứ cụ. Xin cụ cứ nói, nếu mình lý lẽ của cụ thuyết phục á thì tôi còn phải nghe chứ. Trước khi tôi nói ai thắng ai thua, tôi sẽ kể cho hai anh nghe một câu chuyện. Chuyện của hai con mèo. Một con mèo chỉ ăn vụn đồ trong nhà, còn con kia chuyên muốn ăn vụn đồ của hàng xóm. Lần nào muốn ăn vụn cũng đều trót lọt hết. Vậy tôi hỏi hai anh, con nào giỏi hơn? Là gì? Tôi nghĩ là cậu. Vậy là con mèo mà ăn vụn nhà hàng xóm là ảnh, còn con kia là con hả cụ? Ủa mà sao kỳ vậy? Tụi con tới nhờ cụ phân xử mà sao giờ cụ hỏi ngược lại hai tụi con? Dạ con nghĩ ra rồi cụ. Con nghĩ là con mèo ăn vụn trong nhà sẽ thắng. Tại vì con mèo ăn vụn trong nhà nó ăn nhiều lần, chủ nó biết, chủ nó sẽ đậy đồ kỹ lại để ăn vụn khó hơn. Còn con mèo mà ăn vụn nhà hàng xóm á, lâu lâu nó ăn vụn có một lần à, hàng xóm người ta đâu có để ý đâu, nên sẽ ăn vụn dễ hơn. Vậy là con thắng phải không cụ? Anh Đồ thấy sao? Dạ cái đó đó đó, cái ý của con á là y hệt ý của nó. Dạ. Dạ. Vậy thì trong hai người, người có tài hơn là người đã dùng mưu bắt chủ theo ý của mình. Chứ thi thoảng ăn trộm được vài nhà sơ ý thì đâu có khó, mà cũng chẳng hay ho gì khi đem tài trí của mình chiếm đoạt tài sản của người khác. Trong vụ này anh Đô nên nhường bước cho anh Lực. Tụi anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện là như vậy, Trần Lực chăm sóc cho Hương giúp tôi nha. Hương à, mặc dù tình cảm của anh dành cho em nhiều hơn, nhưng mà anh cảm thấy anh Đô đây mới là người xứng đáng với em. Không, anh mới là người xứng đáng. Không đâu, anh đừng có nói vậy. Tôi thấy anh xứng đáng với Hương hơn mà. Không, tôi đã chúc phúc cho hai người rồi, ông mới thật sự xứng đáng với Hương. Hai anh có tình cảm của em là gì mà cứ đùng đẩy qua lại vậy? Không phải, anh không có ý đó. Nhưng bản thân anh yêu em nhiều lắm, nhưng mà thật ra Trần Lực mới là người xứng đáng với em. Không, tôi đã nói rồi, anh mới là người xứng đáng. Thôi, em hiểu tình cảm của hai anh dành cho em rồi. Mọi chuyện á, tôi cứ để Hạ Hồi phân giải. Còn bây giờ em vào trong nấu vài món để chúng ta cùng nhau ngồi hàng nguyên tâm sự nha. Vậy cũng được. Vậy cũng được. Cạn. Quá sảng khoái, quá sảng khoái. Ta cảm giác hôm nay là mới nhậu lần đầu luôn. Hết ba bình rượu rồi mà đầu óc ta vẫn còn tỉnh. Đệ cũng vậy, đệ cảm thấy trong người thiệt là sảng khoái. Đệ sảng khoái nhất là cái lúc nào anh biết không? Lúc nào? Cái lúc đệ nhớ là ông chủ cầm gói vàng vui vẻ giơ hai tay lên cho đệ vậy nè. Ta thấy. Thật là sảng khoái. Vô. Đệ nhắc ta mới nhớ, trên công đường ông lấy buông, ông khăng khăng trong túi vàng ông là 100 lượng. Đêm đi đêm lại đêm tới đêm luôn cái còn 99 lượng. Mà ông đâu có biết là với bàn tay phù thủy của ta đã móc vô lấy ra 1 lượng mà ông không hề hay biết. Huynh thiệt đúng là cao tay. Nè, nàng có thấy anh em tụi tôi giỏi không? Dạ,
hai anh tài lắm. Dạ bẩm quan, quan nghe rõ hết rồi chứ ạ? À? Trời, quan gì? Ở đây chỉ có Lê Đô, Trần Lực với bé Hường, chứ đâu có thằng nào tên quan đâu. Ta đi. Tỉnh luôn rồi. Để cũng tỉnh luôn rồi. Ủa Hường, chuyện này là sao vậy Hường? Là sao Hường? Thú thật thì trước đây tôi cũng có cảm tình với hai anh, vì hai anh đối xử với tôi rất là tốt. Hai anh là người tốt, mà phải chi á, hai anh lấy cái tài của mình để giúp cho người, cho đời. Đằng này hai anh lại làm những cái chuyện chẳng khác nào phường trộm cướp. Cho nên em không biết làm gì. Em xin lỗi hai anh, nên phải đành nhờ quan trên phân xử. Dạ đúng đó quan. Dạ cái thằng này là quan, nó gạt con đó quan. Nó đưa cho con cái tượng mà đất nung, rồi nó kêu con đưa cho nó nguyên một bịch vàng. Bịch vàng bé lớn gì nè quan? Đâu có đâu ông chủ. Bịch vàng của bé lớn gì ạ? À? Dạ bẩm quan, còn con nè, con buôn bán cực khổ dành dụm được 100 lượng vàng. Vậy mà hôm bữa lên công đường, nó ma mảnh làm sao á, nó gạt được con chứ quan. Từ hồi nãy tới giờ quan đứng ở ngoài, quan nghe hết rồi đó. Quan xử giùm con đi, chứ quan ức quá quan ơi. Xử nó đi quan. Quan thôi. Dạ bẩm quan. Tất cả hãy im lặng. Dạ con im lặng. Để nghe tao phân xử. Hai tên kia, hai người là thanh niên trai trắng, không lo chí thú làm ăn, mà lại đi làm những chuyện phường đạo tặc. Hai người có biết tội hay chưa? Dạ dạ, con biết tội của con rồi quan. Dạ con biết tội của con rồi quan. Thì nghe ta xử đi. Tất cả những số vàng mà các ngươi đã lấy, hãy trả lại cho người bị hại. Đúng rồi đó quan. Dạ, đội ơn quan. Còn hai ngươi, ta sẽ dạy cho một bài học. Đến đâu? Dạ. Lôi ra, quýnh mỗi người 30 heo. Dạ. Dạ. Dạ đội ơn quan. Chết quên rồi đệ ơi. Chết đệ luôn rồi huynh ơi. Cho huynh đệ mày chết chùm luôn. Có chuyện gì không mà cha triệu tập về đây đông đủ quá vậy? Có cái gì thì nhắn vợ anh được rồi. Đang thiếu tay tụi nó chờ quá trời luôn kìa. Tôi nghĩ á, chắc thằng Út sắp cưới vợ, cho nên cha mẹ mới kêu anh em mình về cho đủ thôi, rồi mới chia tài sản. À nè, nếu mà thật sự là như vậy á, à tôi xin miếng đất ngoài bờ sông nha. Vậy mày biết xin quá ha. Miếng đất đó là của tao á. Mấy anh dành rồi mấy anh có làm không? Hay là một anh á cúng vô sòng bài, còn một anh thì cúng vô mấy cái trường gà. Em làm, cho nên ruộng đất để cho em. Mày nín đi. Mày nha mày, mày tính làm cha không mày? Thôi, cha ra kìa. Thôi, nói chung là miếng đất đó là của anh. Dạ cha mẹ. Dạ, thưa cha mẹ, con mới tới. Ba đứa bay làm sao đó? Lâu lâu không gặp thì thôi à. Sáp vô là cây. Mai mốt á, thằng Út nó cưới vợ, rồi trong nhà rồi thêm một người nữa, rồi lúc đó cha cũng biết sao nữa. Cha ơi, cha lo bây giờ gia đình mình đông đúc, rồi mắc công gây lộn gây lạo tranh giành tài sản chứ gì. Có gì đâu, cha mẹ cứ chia tài sản cho tụi con đi, rồi anh em tụi con tự ở riêng, rồi khỏi gặp mặt, khỏi gây lộn. Dạ đúng đó cha, tụi con cũng muốn vậy đó cha. À, ý con con cũng thấy vậy á. Nói tóm lại á, là cha mẹ tụ tập con về đây á là chia của, đúng không? Phần con nhiêu? Cha mẹ chỉ nhân dịp á, thằng Út nó sắp cưới vợ. Dạ. Thấy nhẹ lòng á là trải qua bao nhiêu cực khổ, cũng lo được cho tụi con á khôn lớn thành gia thất đề quề. Nên bữa nay á, có một bữa họp mặt ôn lại kỷ niệm với các con thôi. Sao? Họp mặt thôi hả? Thì tụi con cũng biết là cha mẹ nuôi tụi con cực khổ, nhưng mà cha mẹ nghĩ coi, tụi con đã lớn hết rồi, có vợ có chồng, ở chung mắc công phức tạp lắm. Dạ. Thà ở xa, lâu lâu gặp nó còn vui vui vẻ vẻ. À, cho nên con nghĩ như vậy, cha mẹ nghĩ cách nào để mà thu xếp rồi chia tài sản đi, rồi lúc đó anh em tụi con sẽ ở xa, sẽ hòa thuận hơn. Dạ, con cũng nghĩ như vậy á. Dạ con cũng nghĩ vậy á. À, cha mẹ thấy chưa, anh em tụi con lúc nào cũng đồng tình với nhau hết trơn á, chứ đâu phải là rây gỗ chia rẽ gì đâu. Cho nên tụi con á
phải giữ gìn và phát huy cái chữ đồng thuận ít ỏi này. Đúng rồi đó. Dạ. Bà, chuyện tụi nó nói bà thấy sao? Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó nãy giờ nên không có ngủ được. Tụi nó nói á thì cũng có cái lý. Bây giờ ba đứa con mình, rồi bây giờ ba đứa dâu nữa. Thôi thì đứa nào cũng có đôi có cặp, mình phải cho nó ra riêng thôi à. Cái gì á mà mình muốn cho nó thì cho luôn đi, để sau này tôi với bà có mệnh hệ gì, tụi nó khỏi tranh giành với nhau rồi mất hết tình nghĩa. Của cải trước sau gì á, của mình làm ra không cho con thì cho ai. Nhưng mà tôi vẫn muốn tụi nó quay quần cho vui cửa vui nhà. Nói ra riêng thì nói vậy thôi, thì cái miếng đất quanh đây thôi chứ có đi đâu xa đâu. Tôi thấy riêng lẻ như vậy mà dễ quay quần với nhau hơn đó bà. Thôi thì ông muốn làm sao thì làm. Nếu bà nói vậy thì để tôi làm di chúc đàng hoàng, rồi mời bà con xóm giềng tới để chứng kiến, để sau này khỏi lùm xùm mất công. Những gì mà tôi chia cho các con tôi đều có sự chứng kiến của bà con, để sau này khỏi có gì thắc mắc. Sao, có đứa nào khiếu nại gì không? Dạ không. Như vậy là đồng tâm rồi. Tôi thấy vậy cũng đúng lắm rồi. Đứa nào cũng có phần bằng nhau, vừa có nhà vừa có đất, lại có vốn liếng làm ăn, vậy còn đổi gì nữa. Thôi sau này ráng mà làm ăn nha. Dạ. Thôi công việc xong tôi xin phép, chúng tôi về. Dạ. Dạ. Thôi dạ. Về cảm nha. Ơn dạ. Dạ cảm chào ơn bà. Hai dì gì dạ. 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 Cha. Thôi cha mẹ vô nghỉ đi. Nãy giờ cha đọc di chúc mệt lắm rồi đó. Dạ. Từ đó giờ cha mẹ có nhiều chuyện hết cho anh em tụi con rồi. Sau này cha mẹ sống bằng gì ạ? Con lo cho cha mẹ như vậy sao? Con lo lắm. Đúng là con có lòng. Trời ơi, cha ơi, có cái gì đâu mà lo. Nổi giò như vậy để nó bòn thêm củ của cha thôi, chứ lo cái gì. Anh đến đi. Sao anh biết là tôi bòn thêm của? Đừng có xìu ta ra bụng người nha. Mà nói gì mày? Ủa Vậy cha mẹ còn nhiều lắm hả? Không phải, con nhiều á cha mẹ chia hết rồi, chỉ chừa phần nhỏ để dưỡng già. Rồi sau này á, cha mẹ già nằm yên một chỗ, khỏi phiền đến mấy con gánh vác thôi. Đúng rồi, cha mẹ nghĩ vậy cũng đúng á. Chứ con là út, không lẽ lỡ có bề gì rồi con gánh hết sao? Làm gì á, cha mẹ cũng muốn mấy đứa con phải hòa đồng. Dạ. Để về đây quay quần, để cả nhà cùng vui nhà vui cửa là được rồi. Dạ, con hứa với cha, con hứa với mẹ, anh em tụi con lúc nào cũng hòa thuận hết á. Tụi con qua lại quan tâm với nhau thường xuyên hơn. Cha, cái tiền mà cha mẹ hứa cho tụi con á, ở đâu? Bây giờ đưa luôn đi, để tụi con trồng tiền lấy ruộng. Đúng rồi, đưa luôn đi cha. Mày hả? Tới luôn nè, tiền, đưa đây, lên. Thu hoài luôn á trời. Nè, tiền nè. Thu hoài vậy mấy ông, số tôi đen như mụn chó. Đưa hết luôn đi chứ còn điếm gì nữa trời. Thank you.
con gửi tiền. Cảm ơn cậu. Dạ. Cảm ơn. Dạ, cái này đẹp quá. Mời chị xem. Cái này cũng đẹp nha. Lấy cho tôi cái này đi chị. Dạ. Đây. Đẹp lắm. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô. Cảm ơn dạ. Chị. Rồi, mời mấy chú uống nước nghe. Bữa nay có chuyện gì mà kêu qua đông đủ quá vậy? Đang lu bu muốn chết hả? Từ từ, rồi tôi sẽ nói cho mấy chú nghe. Chú lu bu cái gì? Chú lo lu bu với mấy cái bạn bè của chú hả? Hay là chú lu bu với lại mấy cái con kỳ nữ của chú? Nói gì kỳ vậy? Anh không lo mấy ông chủ trường gà đang kiếm anh đòi nợ kìa. Mày, tôi kêu mấy chú qua bữa nay á là có chuyện bàn. Mà cái chuyện này á, anh em mình phải đồng tâm hiệp lực mới được. Chuyện gì mà cần phải kêu đồng tâm hiệp lực hả anh hai? Thì đó, từ khi cha mẹ chia của cho ba anh em mình á, tới nay là 7-8 năm rồi, đúng không? Ừ. Mà sao tụi mình cứ làm ăn thất bát hoài, không có khá lên được. Ừ. Có làm ăn thì mới kêu là thất bát, thua bài thì làm sao nó là thất bát được. Ê mày, mày nói chuyện với người lớn mày hổn nha mày, mày lẹ mốt nha mày. Tao có thua bài á cũng là tiền của tao, chứ tao có thua của chuyện của nổi nhà mày đâu. Hả? Ê, thì người ta nó phong lòng vậy thôi. Ôi, cứ để cho anh nói hết đi. Mày cứ tùm tướp hoài. Nói tiếp đi nè hai. Nói chung là nhà của ba anh em mình á không có khá lên được, mà tiền của cha mẹ cho cũng hết rồi. Hai chú có thấy như vậy không? Thấy. Ừ. Trong khi đó cha mẹ của mình á ăn nên làm ra. Cái số tiền mà cha mẹ tích góp được trong thời gian gần đây này nghe, nhiều gấp nhiều lần cái tiền mà chia cho ba anh em mình. Nên bây giờ anh em mình phải về nhà của cha mẹ, nói với cha mẹ chia tài sản thêm đợt hai. Nhưng mà cái lúc cha mẹ làm di chúc thì hàng xóm đứng chứng kiến hết rồi, bây giờ sao sửa được? À, trời ơi, cái gì sửa được nữa kìa, nói chi di chúc. Cái di chúc chỉ là tờ giấy thôi, mình sửa lúc nào không được. Ờ, đúng không? Cha mẹ làm ra tiền thì để cho con chứ cho ai, đúng không? Đúng. Đúng. Cho nên mình phải đồng lòng như vậy. Mấy anh em mình phải kéo đến nhà cha mẹ, yêu cầu cha mẹ chia đợt hai. Chịu không? Chịu. Như vậy là tụi con về đây á là đòi chia của phải không? Dạ. Trời ơi, cha nói nghe nặng nề quá à. Không phải là đòi mà là đề nghị. Dạ đúng rồi, đề nghị chia dạ. Của dạ. Nói chung á là cha mẹ tuổi cao sức yếu dạ. Sắp nằm một chỗ rồi. Dạ. Chuyện đó cha mẹ khỏi lo. Dạ. Hồi nãy á ba anh em tụi con đã bàn kỹ rồi, cho nên đi đến một quyết định. Có bao nhiêu cha mẹ cứ chia hết cho tụi con đi. Dạ. Rồi cứ buôn bán bình thường, được nhiều hay nhiêu. À, khi nào mà cha mẹ hết làm nổi á thì cha mẹ cứ nằm yên một chỗ, à, để tụi con lo cho. Dạ đúng rồi đó cha. Tụi con lo cho cha mẹ sao? Dạ. 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 Nói thì nói vậy thôi. Cha mẹ nuôi con á thì biển hồ lai láng, con nuôi cha mẹ thì kể tháng kể ngày. Khó lòng lắm, không được đâu. Trời ơi, cha ơi, có cái gì đâu mà khó. Tụi con nuôi cha mẹ là bằng tiền của cha mẹ. Dạ đúng rồi. Chẳng lẽ bây giờ cha mẹ qua nhà mấy đứa con ăn mà không gửi tiền cho con á, ăn ngượng miệng chết luôn. Cha mẹ đừng lo mấy chuyện đó. Nuôi cha mẹ lúc tuổi già là bổn phận của tụi con mà. Dạ đúng rồi. Cha mẹ không chia tiền cho anh em tụi con, anh em tụi con vẫn phải lo cho cha mẹ mà. Dạ. Huống gì cha mẹ lo cho anh em tụi con nhiều rồi. Tụi con lo được, cha mẹ cứ yên tâm. Dạ. Dạ. Thưa cha, thưa mẹ, tụi con tính đâu đó hết trơn hết trọi rồi. Sau này á, cha mẹ lớn tuổi, ba anh em tụi con sẽ thay phiên nhau phụng dưỡng cha mẹ. Dạ. Để cho dạ. Ba anh em tụi con có cơ hội báo hiếu cho cha với mẹ. Dạ. Ông à, mấy đứa con nói vậy ông nghĩ sao ông? Chuyện này
hệ trọng lắm. Không có nói liền được đâu. Tụi con về đi, để cha mẹ bàn tính cái đã. 3 tháng nữa cha sẽ trả lời với các con. Hả? 3 tháng nữa? Ông nhìn cái gì mà đăm đăm vậy? Tụi nó không về. Ông nói ai? Mấy đứa con hả? Bữa nay là đúng 3 tháng ông hẹn tụi nó trả lời phải không? Một lát tụi nó về bây giờ đó. Tôi nói là nói mấy con chim con nó không có về. Ông nói cái gì vậy? Chim con không về là sao? Cặp chim này á, tôi kêu tụi nhỏ nó gỡ cái tổ ở trên cây xoài xuống. Trong tổ có 2 con chim non với 2 chim cha mẹ. Tôi nhốt thử 2 con chim non thì chim cha mẹ vẫn kéo về. Nó vẫn kéo mồi về cho con. Tới chừng 2 con chim non nó lớn hơn, tôi thả tụi nó ra. Tôi nhốt con chim cha và chim mẹ lại. 2 con chim con nó bay mất. Thôi đời nó là vậy đó bà. Nước mắt chỉ chảy xuôi thôi. Chim khác, người khác. Cha, mẹ, cha mẹ đang làm gì đó? Đó, ông thấy chưa, tụi nó về rồi đó. Cha đang sợ tụi con là giống như mấy con chim đó. Tụi con lại nói chuyện với cha con đi. Sao rồi, có xoay sở gì được ở đâu không? Xoay đâu? Đâu đâu ông cũng xoay hết rồi. Bây giờ lòi mặt tới đâu á, người ta đòi nợ tới đó. Ai dám cho ông mượn nữa? Chắc mình tôi thiếu nợ à. Bà đánh còn nhiều hơn tôi nữa. Thiệt á. Mà nè, ừ? Sao ông qua thúc cha mẹ ông đi? Già cả hết rồi, cho tiền con cái, không lẽ định già chết rồi ôm theo hết trời. Trời ơi, bà ăn nói vậy mà bà nghe được hả? Mà bộ không phải ông cũng mong qua đó quơ hết tiền bạc về sao? Hay quá. Anh hai, chị hai ơi. Làm cái gì giống như ma rượt mày vậy? Mẹ chết rồi, hai người về lẹ đi. Cái gì? Cái gì vậy? Mới ngày hôm qua thấy mẹ còn sống chăng ngăn mặt. Sao giờ chết vậy? Em cũng không biết nữa. Hình như trúng phong hay sao á. Về lẹ đi nha. Rồi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Sao tự nhiên mới thấy sống lên mà sao giờ chết rồi? Ông. Cái gì? Vậy là ông có cơ hội rồi đó. Cơ hội gì? Giờ phút này bà nói câu đó được đó hả? Hả? Dâu với con. Trời ơi, bọn tụi nó không đúng hả? Thôi được rồi. Giờ mẹ mất chỉ còn cha. Cha cũng chẳng còn lòng dạ nào và hơi sức đâu để mà buôn bán nữa. Có bao nhiêu tích cóp cha dành dụm lâu nay, cha sẽ chia hết cho mấy đứa. Không giữ lại chút nào hết. Nhà cửa này cha cũng bán luôn. Cha, con thấy cha tính vậy đúng quá cha. Cha bán nhà đi, rồi về ở với tụi con. Tụi con không để cho cha buồn đâu. Con hứa, cha bán nhà xong nghe, rồi cha qua ở với vợ chồng con, thấy cha. Anh nói chuyện. Tại sao cha qua ở với anh? Chứ ở với ai? Vợ chồng anh suốt ngày ngồi xong, rồi ai cận kề sớm tối với cha. Cha ở với vợ chồng con là đúng nhất đó cha. Đúng quá. Ở với một đứa tối ngày á lô đá gà, còn con vợ tối ngày lê lết ăn hạng ngoài đường. Đúng dữ nghe. Thôi, hai anh đừng có gây nữa. Mẹ mất rồi, hai anh có biết là em đau lòng lắm không? Em không muốn thấy gia đình mình xào xáo nữa. Cha, con là Út. Cha ở với con là hợp lý nhất. Mày nín đi. Trời ơi, mày nhỏ nhất nha mày. Mày đừng có giành với anh nha. Cha ở với tao nè. Ở với tao. Thôi, cha ghi nhận tấm lòng hiếu thảo của các con. Để cho đồng điều thì cha sẽ ở nhà anh lớn. Rồi con á, Dương Út nè, góp tiền để phụ với anh của các con lo cho cha.
Như vậy thì đứa nào cũng có phần hết. Các con thấy cha tính như vậy có được không? Dạ thưa cha, cha tính vậy con thấy im ru à. Dạ, cha ở với anh rồi cái hai đứa em góp tiền lại cùng với anh lo cho cha ha. Quyết định vậy đi nghe. Mời cha bán nhà liền nghe cha. Tôi đã nói với ông rồi, trước khi đi là phải làm mọi giá kéo cha về đây. Bây giờ ông để cha bển làm sao được? Bà hi quá. Bà dỗ bà bển bà giành đi. Thằng Út đúng ra là cái phần của nó được nuôi cha, mà nó còn giành không lại ông nữa kìa. Trời ơi, vậy thì ông phải tính sao chứ. Trời ơi, chứ để cha bển lỡ ông ôm hết của cha sao? Còn đâu nữa mà cho, có nhiêu cha chia hết rồi. Trời ơi, sao ông ăn nhiều ông to xác bỗng khờ quá vậy? Bà cái gì mà bà. Trời ơi, dễ gì mà cha cho hết mấy ông. Nè, ông nghĩ đi, cha không có đơn giản gì đâu. Vậy? Có mấy con chim thôi hả? Mà cha suy luận tới, suy luận lui đó. Hẹn tới, hẹn lui hoài, có chịu chia đâu. Cũng may là mẹ chết đó, chứ không thôi hả, còn lâu cha mới chịu chia của nha. Mà tôi thấy thế nào cha cũng chiếm một ít. Không nhiều thì cũng ít đúng không? Bây giờ phải tính sao đây? Để coi như là mình lo cha về đây mình nuôi. Mình chuẩn bị kiểu này, kỳ này thằng anh mặt bư với thằng em mặt mâm của mình bẻ mặt luôn. Cha ơi, con qua thăm cha này cha. Cha. Cha à. Cha. Cha, con mua trái cây đầu mùa nè, đem qua cho cha ăn. Vợ chồng thằng Út mua cho cha ăn rồi, con mang mấy thứ này về cho mấy đứa nhỏ bên nhà ăn đi. Trời ơi, cha ơi, cha ăn đứa nào thì cha cũng phải ăn một miếng. Cha ăn đứa này bỏ đứa kia đâu có được. Cha, mấy cái này mà ăn nhiều là nóng lắm, đừng có ăn nha cha. Mày, con gọt sẵn cho cha rồi nè, cha ăn đi nha cha. Cha ơi, cha, tới giờ cơm rồi nè. Dẹp 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 hết, tới giờ cơm rồi, để cha ăn cơm. Dẹp mau. Nè, anh vừa phải đâu nha. Anh đừng có tưởng anh nuôi cha rồi anh muốn làm gì anh làm. Bây giờ anh muốn cái gì, anh muốn cái gì anh nói hoạch tẹt ra đi. Ê cái thằng này, cha, cha nghe nó nói chưa? Đã thỏa thuận với nhau rồi, mỗi đứa góp bằng nhau lo cho cha rồi. Tụi bay còn đem thêm quá nữa. Tụi bay muốn cái gì tụi bay nói đại ra đi. Tụi bay tưởng là ta nuôi cha bên này á là cha cho thêm tiền tao chứ gì, đúng không? Rồi tụi bay kiếm chuyện tụi bay đem mấy cái này qua, tụi bay lấy lòng cha chứ gì, phải không? Nè, tôi nói cho anh biết nha. Gì vậy? Anh đừng có mà suy bụng ta, ra bụng người nghe. Tao suy hả? Tao khỏi cần suy. Tao đi guốc này trong bụng mày á. Cha, hai anh tự nuôi cha có của cho nên mới đối xử tốt với cha như vậy đó cha. Bây giờ cha thử cho nói cha không có của cái coi, biết ai có hiếu hay là không có hiếu với cha liền hà. Tao không ngờ nghe, mày là út nhất nhà, cái mặt mày còn non kẹt à hen, mà mày mở cái lời ra nó nham hiểm sao đó út. Thầy chứ sợ gì, ai mà có suy nghĩ đó hả? Cả nhà chết chùm. Trời ơi, cha chết chùm với tụi con luôn kìa. Quên, trừ cha trừ con ra. Cha không có dính dáng trong chuyện này nha mày. Thôi, mấy con đừng có cãi nhau nữa. Các con lo cho cha như vậy thì còn gì bằng. Dạ. Nhưng mà cái chuyện thằng Út nó nói với cha còn của gì đó đó thì thật sự là cha đã hết rồi. Cha vợ thì có tụi con lo cho đầy đủ thì cha giữ của trong người làm chi cho nó nặng. Đúng rồi. Trời ơi, con biết mà cha, nhưng mà tụi con qua đây là do có tấm lòng. Đây, tấm lòng. Cha nghĩ coi, nếu như cha còn giấu một cái gì đó rồi bất thình lình cha nhắm mắt xuôi tay thì cái đó, cái cửa đó tụi con đâu có biết được, người khác sẽ vô hưởng. Cha hiểu. Đó, thấy chưa? Nói tới nó luôn một hồi cũng lầu nguyên cái bản mặt mập của mày ra. Thôi, tụi con người về lo làm ăn đi, để cho tiền nó đẻ ra thêm. Giống như cha mẹ ngày xưa vậy á, đừng có cãi nhau gì nữa hết trơn á. Thôi, tụi bay về hết, tụi bay đem cái này về hết đi, cho cha nghỉ, cha còn ăn cơm nữa. Đi về hết đi. Ù dạ, mua cái trái gì mà gai không vậy? Mày trái sầu riêng. Đã. Bữa nay anh với chú coi như là thắng vợ chồng bà hai rồi. Nhìn cái bản mặt ổng lúc bưng cơm ra, thấy mình đem trái cây cho cha, ổng chân hận thấy rõ. Sướng. Ây da, anh xuống thì anh cứ ngồi im đi. Bộ dáng này bị hở, anh mà nhúng làm bị kẹt đít.
Xin lỗi. Chưa đâu anh. Sao? Cha còn ở nhà ổng mà mình thắng cái gì? Mình phải nghĩ cách kéo ổng ra khỏi nhà sớm sớm mới được. Chính xác. Nếu vậy, kể từ ngày mai, chú về kêu vợ của chú mua bào ngư, di ca, tôm hùm, nói chung là những cái đồ khổ mắc tiền cho cha ăn. À, nhưng mà kêu cha về rồi cha ở nhà ai? Chú khờ quá. Anh với chú là anh em ruột, đâu có phải ai xa lạ đâu. Dĩ nhiên là về nhà anh. Ở nhà anh cái gì? Cái kế sách này là do em nghĩ ra chứ bộ. Anh suốt ngày đi đá gà ngoài sao chăm lo cho cha được. Tao không nói chuyện với thằng nít như mày. Tao đi về. Hả? Đi về thì về đi. Còn con nít có gì? Đừng ỷ lớn ăn hiếp người ta nha. Đừng có mà. Cũng may á, là cha ở trong tay á. Ý lộn, cha ở trong nhà mình có lợi thế dễ sợ luôn nghe. Mai để cho bà coi nghe, tụi nó sẽ đem tổ yến nhung nai lợi để dâng hiến cho cha. Mình hưởng ké. Khỏi lo, mấy cái đó tôi mua sẵn hết rồi. Giỏi. Nè, ông quá khen. Nếu mà thấy tôi giỏi á, thì lo mà đi nói chuyện khéo với cha kìa. Chuyện gì? Vợ chồng mình á, giờ phải kiếm cái gì đó để làm ăn, để cho cha thấy á là vợ chồng mình chí thú làm ăn nữa chứ. À ha. Tôi định mở cái tủ lầu. Dẹp. Gì á? Ông nghĩ sao vậy? Ông mở tủ lầu ra để ông chứa bạc vô trong đó, xong rồi hả? Ông nướng hết vô trọng hả? Cái con em dâu kế của ông á, nó không phải dạng vừa đâu. Ông mà lạng quạng hả, rồi nó kiếm chuyện nhỏ to, rồi nó kéo cha về bên bển, là vợ chồng mình xong đó biết không? Hen. Bây giờ mình muốn làm cái gì ta? Công tình ta nuôi dưỡng mày mấy tháng nay, ngày hôm nay mày mà đã thua, ta bẻ cổ mày đưa vô nồi nha mày. Mày phải ráng thắng chiều nay nghe chưa? Gì mày? Chuốt ngày cứ chăm chút mấy con gà hoài. Vô duyên. Anh ba, anh bệ rạc quá. Có chừng cái vợ anh bỏ anh đó nha anh ba. Tao nói cho mày biết, nó mà bỏ tao, tao làm chín mâm cơm đãi luôn. Nè, theo em đi kiếm tiền nè. Tiền mà làm gì đá đa? Đi kiếm. Kiếm ở đâu? Em nghe chị ba nói là quán cơm của anh sắp hết vốn rồi đúng không? Đúng là sắp hết vốn rồi. Hết tiền. Nhưng mà khổ nổi, cha đã chia của hết rồi. Nếu mà cha mẹ còn của, đâu nỡ lòng nào thấy con cái làm ăn thất bát như vậy mà không giúp, đúng không? Anh khờ quá. Chính vì ba anh em mình á làm ăn thất bát cho nên cha mới không chia hết tiền. Chứ cha mà chia hết tiền, cha ra ngoài đường ở rồi sao? Cũng có lý. Vậy giờ sao? Theo ý em nè, anh em mình qua năn nỉ cha, ôm chân cha khóc lóc, nói là cha ơi cha, tụi con khổ lắm. Cha mà không cho tụi con tiền, tụi con sẽ ra ngoài ăn xin. Vợ chồng con gái con khổ lắm, khổ lắm. Ở đó khổ được có vậy đó. Mày nhỏ nhất nhà mà mày giỏi nhất. Bây giờ chạy mày ở cánh nhà giúp anh. Anh chạy qua bển làm giống như mày nói, lại lục năn nỉ ý ôi, làm sao cha chi thêm cho mình. Đúng rồi, qua bển kia tiện đi. Nè, cầm đi. Đi. Thấy chưa, mình rất là thông minh. Mình bày ra khổ dục kế để mình xin tiền cha, rồi mình á tự nhiên mình bày kế cho ông đi xin tiền, rồi mình ở nhà làm sao? Không được, không được. Mẹ nhà coi chừng nhà giùm tao nghe, tao đi qua xin tiền mới được. Ở đây nha, đừng chạy nha. Anh ba ơi, đợi em với anh ba ơi. Anh ba, anh ba, mình làm bộ buồn chút nghe. Cái thằng này, tao buồn thiệt chứ cần gì phải làm buồn. Cha ơi, con khổ lắm cha. Mấy năm nay con nghe lời cha, con chí thú làm ăn, mà như cái số con đen như mõm chó làm sao, làm đâu thua đó.
làm như cái duyên buôn bán của cha mẹ lấy hết của con cái làm sao á. Nghe lời cha, con bỏ cờ bạc, con đi buôn chiến, buôn gỗ đó cha. Mà cái số con nó cũng đen à. Hết bị người ta gạt á, thì cũng gặp thiên tai lũ lụt, rồi nó lật thuyền lật ghe, gỗ trâu đi hết trơn à. Bây giờ con sạch vốn rồi cha ơi. Cha có thương tình, cha giúp cho con. Cha còn chút nào á, cho con chút để làm vốn đi cha. Thấy mấy đứa con á, đứa nào cũng làm ăn thất bại, cha buồn lắm. Thiệt tình thì của cải cha đã chia hết cho các con rồi, không còn cái gì nữa đâu. Cái gì? Nợ lại năm quan hả? Chưa kiếm đủ, vài bữa nữa kiếm đủ rồi đem qua cho anh. Có gì đâu, lần nào cũng thiếu. Còn thằng này, ba gì khỏe không? Khỏe. Đếm tiền giùm tôi coi. Gì vậy trời? Sao ít quá vậy? Còn thiếu 7 quan nữa nè. Anh ba còn chưa gom đủ nữa kìa. Mấy ngày nay làm ăn khó khăn quá, em khổ quá mà. Lần nào cũng thiếu hết trơn à. Không biết á, vợ chồng tôi lấy đâu ra mà đắp vô nữa. Làm như vợ chồng tôi giàu lắm vậy á. Mày mần ăn gì sống nhăn vậy Út? Trời chị hai, một bữa cha ăn cũng đâu có hết tiền đâu. Thì từ từ tụi em đưa. Chị hai làm gì dữ vậy? Trời ơi, cái bà này. Bà sao? Bà nói đúng á. Đồng vợ đồng chồng quen ha. Hồi trước á thì mơ cha còn của chưa có chia cho hết, đứa nào đứa nấy còn qua phụ, đem cái này qua đem cái kia qua. Còn bây giờ biết hết rồi á, không có thấy cái giống gì hết trơn. Thì phí tổn nuôi cha một năm bao nhiêu á, tính ra chia nhau hết trơn rồi, bây giờ phụ thêm gì nữa. Em khổ quá mà anh hai. Ôi trời, đúng là hết soi rồi việc ha. Thì cũng như ai kia thôi, có gì đâu mà nó cạnh nó khóe. Hồi trước hả, mật gấu xăm nhung dâng lên đầy đủ, bây giờ đến bữa cơm của cha còn chểnh mảng, mày đặt nói. Sợ. Ê, 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 cái thằng mặt mập, mày ngon mà rước cha về mày nuôi đi nghe, đừng có nói cái giọng nói với tao nghe. Chết, em có gì gấp rồi, em phải đi, em về trước nha, em không biết gì hết, em đi trời về ơi, trước. Trời ơi, cái chết của tôi mà nó biết vậy đó trời, thiệt á. Còn ba nữa, ở nhà không có gì làm hả? Đi vậy. Ừ, thôi, về đi. Hai vợ chồng ngồi ghế tôi à. Còn ba nữa. Cái gì? Vô. Khoan. Cái gì ạ? Ông ngồi lại đây nói chuyện với tôi cái đã. Chuyện gì? Ông á, làm sao thì làm đi, tôi là tôi không có thầu nữa. Bạn nói kiểu gì vậy? Nuôi cha mà nói thầu hả? Sao tự nhiên vậy? Đã nó không nuôi rồi, tiền góp kỳ nào nó cũng thiếu hết, còn nói là mình trễ nãy không lo cho cha nữa. Có giỏi tụi nó đón cha về mà nuôi kìa, tôi là tôi không có làm nữa. Thì đúng là dạo này á, vợ chồng mình có sao nhãn. Sao nhãn cái gì? Tôi bỏ đói cha ông lần nào chưa? Ủa, tụi nó nói giỏi vậy á, tụi nó ngon đón cha về nuôi đi kìa. Tôi không lo nữa, mệt rồi. Thì cũng tại lúc đầu bà nói với tôi là dành cha về nuôi chứ bộ, đâu phải tụi nó đâu. Thôi, đừng nói nhiều nữa. Mình đem cha về nuôi á thì nuôi cũng đã mấy năm rồi, mình gánh hết rồi, còn bây giờ tụi nó phải gánh bớt đi chứ. Trời ơi, nuôi hoài không biết mệt hả? Rồi đâu vậy? Đi vô. Sao tôi vô tôi đuổi bà vô, bà vô bà không đuổi tôi? Bữa nay tôi triệu tập thằng Út qua nhà chú gấp là có chuyện như thế này. Bao nhiêu năm nay á, trời ơi, tôi mệt anh ghê luôn á. Bây giờ anh muốn cái gì anh nói thẳng ra đi, anh nói hoạch tẹt ra đi. Anh vòng vo Tam Quốc nãy giờ làm gì, nhức đầu quá. Ý anh á là anh muốn đẩy cha đi đúng không? Đúng không? Mày đừng có nói cái giọng nói với tao nghe mày. Cha mẹ thì trách nhiệm của con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, đứa nào cũng phải như đứa nào. Mà 3 năm nay á tao nuôi cha rồi, mà gia đình của anh chị hiện tại giờ đang khó khăn, bây giờ hai đứa bay á cũng phải phụ anh nuôi cha mỗi đứa 1 năm đi chứ, sao để tôi nuôi hoài vậy? Anh đã nói như vậy thì đành vậy thôi chứ sao? Không được.
sao không được? Giờ cha già lắm rồi, cha có thể là chết bất cứ lúc nào hết đó. Bây giờ lỡ tôi mang cha về, tôi nuôi cha đúng một năm, xong tôi đem qua nhà anh, anh nuôi cha 2 ngày, cái cha lăn đùng ra cha chết rồi sao? Anh lời, tôi lỗ hả? Tôi không chịu. 6 tháng thôi. Mày tính kỹ chưa? 6 tháng cũng dài lắm á. Anh nghĩ đi, 1 năm có 12 tháng, 6 tháng nắng, 6 tháng mưa. Bây giờ tự nhiên tôi nuôi cha khỏe mạnh 6 tháng nắng, đưa qua bên nó chỉ có 2 ngày 6 tháng mưa thôi, cha trúng gió chết, tôi lỗ hả? Rồi thôi giận vậy. Anh thấy hai đứa nói cũng hợp lý. 6 tháng thì thấy cũng dài, bởi vì người già như chú chín cây ha. Gió lai mẹ rụng, ý lộn, gió lai cha rụng cái bịch rồi chồng, đúng không? Thôi vậy 3 tháng đi. 1 tháng thôi. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Mày 1 tháng mấy chục ngày cũng dài lắm chứ bộ. Dài lắm đồ. Rồi 1 tháng thì 1 tháng. Nhưng mà khoan đã, cái gì nữa? Tôi thấy có cái gì đó chưa ổn. Ấy cái thằng quỷ này, mày đừng có nói là ba anh em mình mỗi người nuôi cha ngại nha mày. Không phải. Chưa ổn chỗ này nè. Đáp bàn là phải bàn cho tới. Thí dụ mà lỡ tôi nuôi cha nè, tôi cho cha ăn đầy đủ, nhưng mà gửi cho mấy anh, rồi mấy anh bỏ đói cha, hoặc là cho cha ăn uống kham khổ rồi sao? Ê, cái thằng mũi nhỏ, mày nói vậy là ý gì đây? Ý mày nói là tao keo kiệt, tao cho cha nhịn đói. Rồi, tôi nói vậy đó, chúng mày chúng. Đúng rồi, anh nghe thằng Út nói vậy cũng đúng. Bây giờ sao Út? Phải cân. Cân lượng rõ ràng. Bây giờ á, ai trước khi nhận cha dễ là phải cân cha. Đó. Rồi tới khi giao cha thì phải cân lại thêm một lần nữa. Nếu như mà ai nuôi cha khi giao mà không đủ số ký á, thì không được giao. Phải đem cha về nuôi cho tới đến khi nào đủ số cân thì mới được giao. Đúng, anh đồng ý ý kiến của thằng Út. Đó. Rồi bây giờ ai nuôi trước ai nuôi sau nè? Trời ơi, anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao tôi với Út đi giành nuôi cha với anh? Anh là anh cả mà, quyền huynh thế phụ, nhường cho anh. Thôi, nuôi gì? Tụi bay nói chuyện nghe mắc cười quá. Tao nuôi cha là 3 năm nay rồi, phải không? Bây giờ tới phiên hai đứa bay chứ. Đứa nào nhận nuôi trước, đứa nào nhận nuôi sau đi chứ. Sao bắt tôi nuôi hoài vậy? Cái đó xí xóa đi. Bây giờ mình bắt đầu lại nè, phải từ anh cả chứ. Đúng không anh ba? Đúng rồi. Đó. Không đúng gì hết trơn á. Thôi giờ vậy đi, bốc thăm đi. Đây nè, tôi có ý này nè. Ý gì? Đây. Đây là 2 cái đồng xu. Trong khi đó anh em mình có 3 người. Tôi sẽ bỏ 2 đồng xu này vô trong 2 trong 3 chén trà. Nếu người nào bốc trúng chén trà không có đồng xu, người đó sẽ nuôi cha, được chưa? Hay, hợp lý, anh đồng ý. Bây giờ tôi bỏ vô nha. Này, khoan. Uổng. Đây chưa? Đó, bây giờ tôi xào lên nè. Ai mà bóc cái chén mà không có đồng xu á là đuổi cha, nghe chưa? Đó. Ê, sao anh? Anh là anh cả, quyền quy tế phụ, cho nên anh phải chọn trước. Anh nói để mà dằn mặt chú em mày luôn nè. Chú em mày có nhanh tay thật, nhưng mà không qua được cặp mắt lanh lợi của anh đâu. Trời ơi, mình không có. Yên tâm, không có cái chén nào có. Tao biết cái tánh của ổng mà, thế nào cũng ỷ ổng là anh cả, đòi giật trước. Ngoài cái chuyện đá gà ra, anh còn biết chút xíu cơ mà anh biết. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ ơi, vong hồn mẹ có linh thiêng, mẹ về phù hộ cho con, đừng để cho con nuôi cha nữa, mẹ ơi. Rồi con, thế nào tiếp theo ổng cũng đòi khu trước. Nam mô A Di Đà Phật, và cảm ơn mẹ. Nhắc lại một lần nữa cho hai đứa nghe nè. Anh là anh cả, quyền huynh thế phụ. Anh chọn trước, anh vợ trước nha. Khoan đã, anh để em chứ. Không, quyền huynh thế phụ. Vợ nhà. Hả?
Trời ơi. Tụi con nói sao? Như vậy là mỗi tháng cha phải qua nhà mỗi đứa hả? Dạ. Thấy có bất tiện không con? Dạ không. Mấy năm trước thì không có sao, nhưng bây giờ thì những cái khớp gối của cha nó rỉu rã hết rồi. Gần mà cha. Tụi con gánh, tức là tụi con ai cũng muốn là từng đứa một có trách nhiệm lo cho cha đó mà. Như vậy bây giờ cha phải đi qua nhà thằng ba ở hả? Dạ. Nhưng mà trước khi đi á, cha phải lên tấm dáng này cho tụi con căng cái đã nghe cha. Chi vậy? Ha. Dạ con để. Trời ơi, đơn giản lắm cha. Tại mấy người này á, sợ vợ chồng con nuôi cha không có khéo, để cho cha sụp ký, cho nên mới bày ra ba cái trò cân đo đong đếm gì thôi. Hễ một tháng á, cha ở nhà con á mà sụp xuống một ký nào á, thì con phải nuôi cha tiếp, chừng nào đủ ký thì mới đưa cha đi được. Dạ đúng rồi đó cha. Dạ bây giờ con mời cha lên dáng cho tụi con căng nghe cha. Mấy đứa phụ anh. Dạ. Mấy đứa phụ anh mấy đứa. Dịu cha lên. Dạ. Rồi cha ngồi xuống cha. Cha để chân lên luôn cha. Rồi. Trời nặng quá. Đó. Nhiều. 55,5 kg. Bà ơi, bà may mắn hơn tôi. Tôi sống chi tới ngày nay để chứng kiến mấy đứa con của mình nó truyền tôi cho nhau như trái bánh. Nó còn cân lượng số đó như cân heo vậy. Tôi muốn chết cho rồi bà ơi. Nghi lắm nha. Nghi gì mày? Thấy cha ốm hơn lúc trước mà tại sao cha lại tăng nửa ký? Mày điên hả? Cha vẫn mập mạp khỏe mạnh như lúc mới vào qua đây mà. Mập hả nào? Nhìn thấy ốm nhom nè. Ốm gì? Mỹ sao tao cần đủ cân lượng cho mày thôi chứ. Giờ cần đủ rồi đó. Mày không dắt cha về phụng dưỡng đi. Dắt đi, nhưng mà người ta cũng được quyền nghi ngờ chứ. Cha, con đưa cha về phụng dưỡng nha cha. Thôi, mình đi thôi cha. Đi lẹ mày. Thôi mình đi thôi cha. Đưa cha về phụng dưỡng nè. Đưa cha về phụng dưỡng nè. Đưa cha về phụng dưỡng nha. Trời ơi. Nó đi đồn khỏe ghê. Cũng may mà nó chịu rước cha về nha. Ủa, mà sao kỳ vậy ta? Trước khi nó qua đây mình cân là 55 kg, mà tự nhiên khi nó qua đây rồi cân lại nặng 55 kg giác là sao? Thôi kệ, miễn sao nó chịu rước cha về là vui rồi. Cục gì của ai vậy ta? Trời ơi, cái gì ghê vậy? Nhiêu? 55,5 kg. Anh có coi lộn không? Đúng nè. Để xuống. Nè, anh mới vừa nói gì? 55,5 kg. Ừ. Cha đừng có đứng dậy. Cha cứ ngồi đó. Còn thấy có điều gì khuất tất trong đây nè. Cha ốm nhom nhách vậy. Đúng rồi. Mà nghĩ sao 55,5 kg? Mày gian dối phải không mày? Ăn gian cái gì? Thì cân được bao nhiêu ký thì cha bao nhiêu ký thôi. Ăn gian gì? Mày. Từ từ rồi anh hai sẽ xử lý. Dạ, thưa cha yêu dấu, cho con được dìu cha đứng lên à. Ba. Dạ.
Tụi con thấy vậy thôi, chứ cha ăn được, ngủ được lắm. Không những vậy, cha còn lên ki nữa đó. Thôi cha ơi, trời ơi, giờ phút này cha còn bên nó nữa. Con nghĩ ở bệnh cha chỉ ngủ được thôi chứ làm sao ăn được. Dạ, đúng tại rồi. Vì nó đâu có cho cha ăn, đúng không? Dạ. Không ăn sao lên ki? Thôi được rồi, xin phép cha cho con được khám xét thân thể của cha. Cha nhỉ? Trời ơi, sao cha bị cục bướu bự dữ vậy? Trời đất ơi, thấy chưa? Mày hả mày? Mày giấu anh hai mày hả mày? Mày gan thiệt chứ? Mày dám cài cái cục này vô cơ thể của cha hả mày? Không có, tôi không có làm, tôi không có làm. Đâu biết, đâu biết, tự nhiên nó bắt quả tang tại trận. Nhân chứng vật chứng có đầy đủ mà mày còn chối nữa hả mày? Ừ. Hả? Phải rồi, thằng Út nói đúng đó. Nó không có lừa tụi con đâu. Mà cha đó. Kìa cha. Cha, sao cha làm vậy? Cho con nè Út. Ê, cái gì kỳ vậy? Gì? Ê, gì vậy? Vậy? Con nhận đi, cha còn nhiều lắm. Ủa, sao cha cho con Út rồi, không cho hai anh em con? Phần của con đâu cha? Mỗi đứa, cha đều làm như vậy. Thiếu bao nhiêu, cha buồn. Cha mẹ không bao giờ muốn là gánh nặng cho con cái. Cha còn cân nhắc, cha muốn biến luôn khỏi cuộc đời này để cho các con khỏi lo phiền mà đối phó với nhau. Ta chỉ muốn các con hòa thuận, yêu thương nhau. Cha, cha. Kể từ đó, ba người con trai vô cùng ăn năn hối hận về những chuyện đã làm. Ba anh em thay phiên nhau săn sóc, hiếu thảo, phụng dưỡng cha già cho đến phút cuối đời.